Thảo ơi, em bỏ mất không? Dạ được rồi chị Vi ơi. Ok, thì hôm nay chủ đề tiếp theo, sơ cứu cảm xúc cho ngày 22 tháng 7. Mời Thảo bắt đầu. Em cảm ơn chị Vi đã mở đầu chương trình cho các bạn. Mình chào các bạn, mình là Thảo ha, chắc các bạn cũng biết mình rồi. Và em cũng chào tất cả các chị Vi, anh Vũ và các anh chị coach ngồi sau màn hình. Ba câu hỏi dành cho các bạn để mình làm nóng chương trình ha. Câu hỏi đầu tiên, sơ cứu cảm xúc là gì? Các bạn có thể trả lời vào phần chat nha. Theo các bạn thì sơ cứu cảm xúc là gì? Chị Vi nói sơ cứu cảm xúc là chữa cháy xúc cảm. Và câu hỏi thứ hai của mình dành cho các bạn là các bạn đã biết về những tổn thương tinh thần phổ biến nào? Có những tổn thương tinh thần nào cơ bản và ảnh hưởng của nó tới chúng ta là gì? Bạn Hằng Cao bạn nói là sơ cứu cảm xúc là khi cảm xúc đến mình nhận biết và chăm sóc rồi chữa lành nó. Bạn Huyền nói sơ cứu cảm xúc là cứu vớt xúc cảm. Vậy còn câu hỏi thứ hai ha, những tổn thương về tinh thần cơ bản là gì mà các bạn biết là gì và ảnh hưởng của nó tới chúng ta như thế nào, cho mọi người cùng tham khảo. Bạn Thúy nói sơ cứu cảm xúc là dập tắt ngay cảm xúc. Câu hỏi cuối cùng của mình là lợi ích của việc sơ cứu cảm xúc là gì. Bạn Hằng Cao có nói tổn thương về mặt tinh thần là bị thiếu tôn trọng, là bạn cảm thấy tổn thương này. Rồi các bạn có biết lợi ích của việc thực thực hiện sơ cứu cảm xúc là gì không? Bạn Thúy nói là sơ cứu cảm xúc giúp mình không có hành xử sai. Bạn Nhi nói câu hỏi hôm nay khó quá cô ơi. Đúng, mình thấy công nhận là cái về phần cảm xúc này nó ban đầu thì nó khó ha, tại vì mình ít làm quen tới vấn đề cảm xúc này á. Để bây giờ mình đi vào lớp học luôn ha. Mình đi vào phần chia sẻ của mình. Bạn bạn Bích Ngoan nói lợi ích của việc sơ cứu cảm xúc là cho vết thương không có tổn thương sâu sắc, mình có cách chữa lành vết thương nhanh hơn. Một bạn nói sơ cứu cảm xúc là phát hiện ra các loại cảm xúc trong cuộc sống, thực hiện sơ cứu cảm xúc để cải thiện cảm xúc. Bạn Toàn nói là sơ cứu cảm xúc là tiết chế cảm xúc, ấy tỉnh thức giúp nó không bị nghiêm trọng thêm. Các bạn đều có những ý rất là hay ha. Nên là mình sẽ đi vào lớp học ngày hôm nay. Hôm nay luôn chủ đề sơ cứu cảm xúc. Thì lúc nãy có một bạn nói là các câu hỏi khó quá. Là mình hiểu tại sao có một vài bạn lại 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 thấy những câu hỏi này là khó. Tại vì mình bình thường mình rất là quan tâm đến cái sức khỏe thể chất, mình rất là quan tâm những cái thứ mà mình nhìn thấy, còn những thứ mà mình không nhìn thấy mình ít quan tâm. Ví dụ như khi mà mình bị đau đớn, mình bị rụng cái răng hay là mình bị sâu cái răng là mình đi tới bác sĩ mình khám, hay là mình bị đứt một ngón tay đi là mình chạy ngay tới bác sĩ luôn, hay là mình bị cái gai nó đâm vào chân là mình cũng bắt đầu sơ cứu cái chỗ vết thương đó rồi, là mình quan tâm rất nhiều đến cái sức khỏe thể chất của mình và mình bỏ quên đi và mình không nghĩ rằng cái sức khỏe tinh thần nó cũng quan trọng. Và thời gian gần đây thì ở Việt Nam mình thấy là mọi người cũng quan tâm nhiều đến phần sức khỏe tinh thần rồi, nên là chủ đề này thì cũng dần dần không còn mới nữa. Tuy nhiên là tại vì mình bình thường mình bỏ qua nó quá lâu á, nên là những câu hỏi về chủ đề cảm xúc hay là chữa lành các tổn thương, sơ cứu các tổn thương thì nó còn hơi hơi mới với một số bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi vào cái định nghĩa mà về sơ cứu cảm xúc ha. Sơ cứu cảm xúc thì là mình sơ cứu những cái tổn thương về mặt tinh thần của mình rồi để những cái tổn thương này không trở nên nặng hơn trong tương lai rồi về sau, rồi nó ảnh hưởng tới mình về sau nữa.
Và theo như tiến sĩ Guy Winch thì có những tổn thương tinh thần phổ biến khoảng 5 năm năm tinh thần năm cái tổn thương tinh thần phổ biến như là thất bại này. Thất bại là một cái tổn thương tinh thần đối với chúng ta và nhiều khi chúng ta không nghĩ tới này. Thất bại, bị từ chối hay là cảm giác tội lỗi, cảm giác cô đơn, rồi những suy ngẫm của chúng ta quá nhiều về suy ngẫm tiêu cực ấy, về những sự việc xảy ra trong quá khứ hay là những cái mất mát hay là cái sự không tự tin về bản thân thì cũng đều là những nỗi đau, đó là những cái nỗi đau cơ bản về nỗi đau tinh thần mà chúng ta có, tuy nhiên là bình thường chúng ta không nghĩ tới. Và những nỗi đau này ảnh hưởng rất là lớn tới sức khỏe, không những thể chất của chúng ta mà còn tinh thần, ảnh hưởng tới cảm xúc, rồi làm chúng ta không thể suy nghĩ được chín chắn này, không suy nghĩ được thấu đáo, và nó ảnh hưởng tới sự nhận thức của chúng ta, rồi ảnh hưởng tới cả những cái hành xử của chúng ta đối với người khác và đối với sự việc nữa. Thì lợi ích của sơ cứu cảm xúc là gì? Thì mình sẽ đi vào phần mình nói qua về phần lợi ích của việc sơ cứu cảm xúc, chữa các tổn thương tinh thần này là gì để chúng ta có động lực làm thêm ha. Chứ bình thường mình quá quan tâm đến sức khỏe thể chất nhưng mà mình bỏ bê cái tinh thần của mình rất là nhiều. Thì khi mà chúng ta thực hành sơ cứu cảm xúc thì nó sẽ giúp chúng ta giảm nỗi đau và cái nỗi đau đó sẽ không nặng hơn trong tương lai và ảnh hưởng một cái dây chuỗi nỗi đau ở trong tương lai. Và khi mà chúng ta thực hiện sơ cứu cảm xúc thì sẽ giúp bảo vệ cái khả năng nhận thức của chúng ta. Khi mà cảm xúc của chúng ta được thăng bằng á, chúng ta sẽ suy nghĩ, chúng ta sẽ nhận thức được rõ ràng hơn, chúng ta suy nghĩ sáng suốt hơn và chúng ta sẽ có hành xử đúng đắn hơn từ đó. Và khi mà chúng ta thực hành sơ cứu cảm xúc thì cái khả năng miễn dịch của chúng ta sẽ không bị nguy hại và sức khỏe tâm lý của chúng ta cũng sẽ được bảo vệ, rồi chúng ta cũng sẽ ngăn chặn được các căn bệnh về thể chất. Và khi mà chúng ta thực hành cái sơ cứu cảm xúc này trong một thời gian dài thì cái khả năng chịu đựng của chúng ta sẽ tăng dần lên để trong tương lai nếu mà có một cái nỗi đau nào 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 đó nó đến với mình á thì mình sẽ không còn bị tổn thương nhiều nữa bởi vì mình đã quá cứng rồi. Thì đó là một số phần lợi ích của việc mình thực hành sơ cứu cảm xúc ha. Bây giờ mình sẽ đi vào phần các nỗi đau, các tổn thương cơ bản. Tại vì sơ cứu cảm xúc có nghĩa là mình sơ cứu các tổn thương về tinh thần, các tổn thương cơ bản này nè. Thì bây giờ mình phải biết các tổn thương đó là gì thì mình mới sơ cứu nó được. Trước hết là mình phải biết nó ha. Thì có 7 cái tổn thương tinh thần cơ bản. Mình sẽ đi qua tất cả các tổn thương về tinh thần này. Tuy nhiên là có 3 tổn thương tinh thần nó ảnh hưởng tới chúng ta lớn nhất. Thì mình sẽ đi sâu hơn. 3 cái tổn thương về tinh thần ảnh hưởng tới chúng ta nhiều nhất đó là bị từ chối, cảm giác cô đơn và những cái suy nghĩ tiêu cực cứ luôn lặp đi lặp lại ở trong cái bộ não của chúng ta. Thì mình cứ đi từ từ ha. Thứ nhất là thất bại. Thất bại cũng khiến chúng ta rất là tổn thương. Khi mà bị chúng ta có một thất bại nào đó trong cuộc sống thì chúng ta bị mất tinh thần này, đau đớn này, rồi chúng ta không còn tin vào cái khả năng của mình nữa. Rồi từ đó thì chúng ta nhận thức về cái mục tiêu trong tương lai sẽ khác đi bởi vì mình nghi ngờ về cái khả năng thực sự của mình á. Và những cái tổn khi mà mình thất bại thì mình cứ nghĩ là thất bại một lần, buồn một lần rồi thôi, nhưng mà không phải đâu. Theo như nghiên cứu thì cái tổn thương này nó nặng như nó gây cho mình á, cái tổn thương trong người nặng như là mình bị bệnh viêm phổi vậy đó. Mình có thể so sánh như vậy để mình dễ nhìn thấy hơn. Tại vì bình thường mình không có quan tâm nhiều về cái sức khỏe tinh thần nên là mình không thể hình dung ra là nó nguy hại như thế nào. Thì mình hiểu rằng khi mà mình bị thất bại mình cũng có những tổn thương ấy, thì mình chữa lành như thế nào. Thì xíu nữa vào sau khi mà mình đi hết các phần về
Tổn thương này mình sẽ đi vào phần cuối cùng là phần làm sao để sơ cứu được các tổn thương tâm lý này ha. Nhưng mà mình cứ đi từ từ đã để mình hiểu, mình nhận biết là những tổn thương đó là gì đó. Thứ hai, tổn thương thứ hai là mình cứ có những suy nghĩ mình tiêu cực trong đầu về một cái sự việc nào đó đã xảy ra, thì cái đó cũng là một tình trạng tổn thương về tâm lý. Và đôi mình suy nghĩ quá nhiều như vậy, bình thường thì có hai hướng, bình thường có hai hướng mà mình suy nghĩ. Có những người á, có những lần ấy thì mình suy nghĩ nó rất là tích cực, thì lúc đó thì sẽ đưa chúng ta đến cái hướng tích cực thì không nói rồi ha. Còn nếu mà lúc mà chúng ta cứ suy nghĩ, suy ngẫm, cứ chìm đắm trong nỗi đau, gặm nhấm nỗi đau, thì nó sẽ làm cho chúng ta thêm rất làm tăng thêm nỗi đau ha. Khi mà chúng ta cứ có một cái ví dụ đi, bị tổn thương ở cái tay này, có một cái vết xước đi và chúng ta không chữa nó và chúng ta cứ gặm nhấm nó, chúng ta cứ ngoáy vào cái nỗi đau đó thêm nữa, thì có phải là chúng ta càng đau thêm không? Thì đó là một phần ha. Và khi mà mình cứ gặm nhấm cái nỗi đau như thế thì nó khiến mình ảnh hưởng đến việc mà mình giải quyết vấn đề, và mình sẽ cứ gặm nhấm nỗi đau thay vì mình hành động là à bây giờ mình phải làm gì đó để cứu cái vết thương này, cứu cứu bản thân chúng ta. Rồi khi mà chúng ta gặm nhấm nỗi đau nhiều như vậy thì chúng ta sẽ bị trầm cảm này, và nó còn dẫn tới nguy cơ bị bệnh tim mạch nữa cơ. Đó là nỗi đau thứ hai ha. Nỗi đau thứ ba là nỗi đau về cảm giác tội lỗi. Khi mà mình có cảm giác tội lỗi thì đó là một cái nỗi đau về tinh thần. Và cảm giác về tội lỗi ngày nào mình cũng có hết các bạn. Có những cảm giác về tội lỗi, có những cảm giác thì nhẹ thôi, có những cảm giác thì vừa vừa, và có những cảm giác về tội lỗi thì nó rất là nặng. Và chúng nó thể xảy ra hàng ngày luôn á, hàng ngày và hàng giờ luôn. Nhất là những cảm giác về tội lỗi nhẹ nhẹ á. Và nếu mà chúng ta cứ chìm đắm trong các cảm giác tội lỗi này thì nó làm tinh thần của chúng ta rất là nặng nề luôn, và nó ảnh hưởng tới khả năng tập trung chú ý của mình, và mình không thể làm được việc việc nào khác mà một cách tập trung, một cách có hiệu quả được. Và khi mà mình cứ có những cái suy nghĩ rằng mình có tội, mình có lỗi thì nó ảnh hưởng tới những quyết định của mình, bởi vì cái tiềm thức của mình luôn nói rằng là mình có lỗi. Ví dụ như nhiều khi á, ví dụ đi, nếu mà bây giờ mình ví dụ ai mình làm một lỗi lầm gì đó đối với một ai đó, sau đó mình cảm thấy mình tội lỗi quá và mình cứ hành hạ bản thân mình, bởi vì mình đã làm sai rồi, sao mà mình lại làm sai như thế, mình thật là có lỗi, vậy là mình cứ hành hạ bản thân mình nhé. Giống như ví dụ như nhiều khi mình ví dụ người thân của mình bị làm sao đó đi, xong rồi mình cảm thấy tội lỗi bởi vì mình cứ dằn vặt là mình nghĩ đó là lỗi của mình, thế là mình cứ hành hạ bản thân bởi vì mình nghĩ rằng mình đã làm cho người thân của mình bị ví dụ như bị cái tai nạn gì đó. Đó là một cảm giác tội lỗi ha. Tuy nhiên thì cảm giác tội lỗi không phải lúc nào cũng xấu đâu. Nhiều khi mình có cảm giác tội lỗi, nó sẽ giúp mình biết cách học cách xin lỗi này, học cách bù đắp lỗi lầm khi mà mình làm sai điều gì đó. Và mình sẽ học cách trở thành người tốt hơn. Tại vì nếu mà mình không bao giờ mình cảm thấy có lỗi hết, thì lúc nào mình cũng cứ tạo lỗi lầm đi, mình không có nghĩ rằng mình tội lỗi gì hết, thì đôi khi là mình sẽ không có một cái gì đó cảnh báo chúng ta là à nếu mà mình làm cái này là mình sẽ gây tổn thương người khác, mình làm điều này là mình sẽ làm thiệt hại tới môi trường, tới sức khỏe của người khác chẳng hạn, thì mình sẽ làm những điều nó không hay, không tốt mà không có suy nghĩ gì hết là rằng nó là một tội lỗi, thì đó cũng là một cái lợi ích của cảm giác tội lỗi ha. Bây giờ nỗi đau thứ tư mà mình sẽ giới thiệu với các bạn là nỗi đau về bị từ chối. Thì trong tình cảm, nhiều khi mình bị từ chối này, trong mình bị từ chối trong công việc này, hay là mình bị các bạn không chơi cùng này, hay là
bố mẹ mình không có từ chối những quyết định về tương lai của mình, hay là từ chối người mà mình chọn, hay là nhiều khi mình đăng bài trên Facebook mà không ai vào bình luận, không ai vào like, là mình cũng rất là buồn, hay mình cảm thấy bài của mình bị từ chối á. Thì những cái cảm giác từ chối này nó làm mình nó làm thứ nhất nó làm đau mình này, bị tổn thương, là mình cảm thấy tổn thương rồi, mình sẽ trở nên rất là tâm trạng, và từ cái cảm giác đó thì mình sẽ rất rất là dễ giận dữ, và giống như nhiều khi ai nói chia tay mình là có phải mình rất là giận không, hay là ai nếu các bạn mà không chơi cùng với mình á là mình cũng rất là giận trong lòng luôn á, và nhiều khi là cái nỗi giận đó làm cho mình trở nên tự nhiên dữ tợn, mặc dù là bình thường em hiền lắm, nhưng mà sau ngày hôm đó em dữ thế. Đấy, rồi khi mà mình bị từ chối một hai lần là mình sẽ cảm thấy mình không có được yêu thương, mình cảm thấy mình không có giá trị, và cái sự tự tin của mình á nó cũng giảm đi rất là nhiều, và cái việc mình bị từ chối này thì nó xảy ra cũng hàng ngày luôn. Xíu nữa mình sẽ đi vào chỉ cho các bạn các cách để mà có thể sơ cứu các nỗi đau này ha. Nỗi đau thứ năm mà mình muốn giới thiệu với các bạn là cảm giác cô đơn. Cảm giác này cũng là xảy ra thường xuyên với chúng ta luôn. Ví dụ như mình đi đại học xa nhà này, hay là mình chuyển tới nơi ở mới, mình chuyển tới thành phố mới, hay là mình đi sinh sống, học tập ở các nước mới, hay là mình nghỉ hưu, mình lớn tuổi rồi mình nghỉ hưu xong rồi mình ở nhà mình cô đơn, mình không được gặp các đồng nghiệp của mình nữa. Thì cảm giác cô đơn này nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới tâm lý của chúng ta. Khi mà mình cô đơn ấy, thì mình dễ ngã vào một cái mối quan hệ, mình dễ phụ thuộc vào một người khác, muốn người ta bù đắp cho mình những cái thiếu hụt về tinh thần. Ngoài những cái ảnh hưởng về tâm lý đó thì những cái nỗi thì cái sự cô đơn này cũng ảnh hưởng tới thể xác của mình rất là nhiều. Mình sẽ bị bệnh tim mạch này, mình sẽ bị trầm cảm này, mình sẽ có về già là mình có nguy cơ bị mất trí tuổi già. Bởi vậy nhiều người già mà cô đơn người ta nhanh mất trí lắm, người ta nhanh nhanh quên lắm. Và mình sẽ cũng sức khỏe của mình, cái sức đề kháng của mình cũng sẽ giảm đi. Và khi mà mình cô đơn á, mình sẽ khó mà mở lòng ra kết bạn với người khác lắm. Tại vì mình cô đơn này xong rồi mình lại khó mở lòng ra kết bạn với người khác. Thế là cái một vòng luẩn quẩn luôn. Nếu mà khi mà mình không đi giao du với những người khác á, thì mình lại cái khả năng giao tiếp xã hội của mình lại kém đi. Sau đó thì mình lại khi mà có một mối quan hệ tiếp theo á, mình lại giao tiếp kém. Thế là cái vòng luẩn quẩn đó nó cứ diễn ra, và mình cứ có một cái nỗi sợ cô đơn, rồi không giao tiếp, rồi giao tiếp kém. Thế là cái vòng luẩn quẩn cô đơn là nó cứ mãi mãi nó chạy như vậy, nếu như mà mình không tìm cách để mình thoát ra khỏi á. Rồi, tổn thương thứ tư ha, mình đi vào tổn thương thứ tư là bị từ chối. Đây cũng là một tổn thương rất là lớn và ảnh hưởng rất là nhiều tới chúng ta. Thì bị từ à tổn thương mình tới tổn thương thứ năm rồi, cô đơn, và tổn thương cuối cùng là về sự mất mát. Sự mất mát thì đơn giản rồi, nhiều khi mình mất người thân á thì mình sẽ đau, mình sẽ trầm cảm, mình sẽ không chịu chấp nhận cái sự mất mát này, và mình cứ dằn vặt bản thân. Và có một tổn thương nữa là khi mà mình cảm thấy cái sự tự mình không có cảm thấy mình giá trị thì nó cũng làm mình tổn thương. Thì hai tổn thương đó thì nó không ảnh hưởng tới mình nhiều, nó cũng ví dụ mất mát đi trong cuộc sống ấy, mình không phải lúc nào mình cũng mất mát người thân, mà cái cảm giác mất mát đó là một cảm giác tinh khiết và nó đôi khi là chỉ xảy ra một lần trong đời thôi. Ví dụ như mình chỉ có một bà nội, một ông nội, hay là một một người mẹ hay một người ba thôi, thì những cái sự mất mát đó nó xảy ra một lần trong cuộc đời, nó không có xảy ra thường xuyên. Thì bây giờ mình sẽ đi vào phần làm sao để mình có thể sơ cứu những tổn thương về tinh thần này. Thì mình sẽ đi vào phần thất bại ha. Nếu mà mình có một cái thất bại á,
Nếu mình có một cái thất bại thì mình phải nghĩ rằng mình phải cho mình các tư duy đúng vào là lúc mình thất bại thì mình học được gì từ điều đó, mình bài học mình học được từ cái lúc này là gì, không phải là mình thất bại là mình thất bại, mà cái thất bại đó nó mang đến cho mình rất là nhiều bài học. Và cái điều gì mình học từ cái điều đó mới là quan trọng, bởi vì không có thất bại thì không bao giờ mình có những bài học trong cuộc sống hết. Và mình phải có một cái câu nói ấy, là mình có thể làm nhiều hơn điều mà cái não của mình nghĩ ấy. Nên là đôi khi mình cứ nghĩ cái não mình nó nghĩ là mình không làm được điều này đâu, bởi vì giới hạn của mình tới đó thôi, nhưng không phải, các bạn có thể làm hơn thế nữa. Nên là suy nghĩ mình phải mình nghĩ ra những cái điều như thế để mình dám mình làm á, cứ nghĩ rằng mình làm được điều đó và mình làm thôi, chứ không giới hạn mình trong một cái giới hạn nào đó. Và khi đó là về thất bại ha, còn về khi mà chúng ta cứ bị về cái nỗi đau mà chúng ta cứ bị suốt ngày suy nghĩ về cái nỗi đau trong quá khứ đi, về sự việc đã xảy ra, thì bây giờ mình phải làm sao? Thì cũng như lúc nãy thôi, là mình phải đổi tư duy mới của mình sử dụng các tư duy mới để mình có thể nghĩ tích cực hơn về những cái điều đã xảy ra. Thay vì là mình nghĩ tiêu cực á, là mình sẽ khi mà mình nghĩ tiêu cực và mình suốt ngày như thế thì nó sẽ đi vào tiềm thức của mình. Nhưng mà khi mà mình thay đổi các suy nghĩ của mình về những cái sự vật, sự việc đó theo hướng tích cực hơn, thì mình sẽ dần dần nó sẽ đưa hướng theo mình đi theo hướng tích cực hơn. Thì xíu nữa mà có bạn nào có những cái nỗi đau này, có tình huống cụ thể thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ha. Chứ còn về những cái tư duy á, tư duy về tích cực, tư duy về suy nghĩ đúng, tư duy về cuộc sống, thì nếu các bạn theo nhóm chị Biên thì các bạn có nhiều những cái kiến thức này lắm rồi, những tư duy đúng, những quy luật cuộc sống mà mình áp dụng vào những trường hợp này để mình có thể vượt qua những cái sự suy nghĩ tiêu cực, sự gặm nhấm tiêu cực đó trong đầu mình ha. Còn ví dụ bây giờ mình sẽ đi vào phần cô đơn. Khi mà mình bị cô đơn á, thì mình sẽ khi mà mình cô đơn thì mình sẽ dẫn đến bị trầm cảm. Mà khi bị trầm cảm thì mình sẽ có cảm giác buồn chán, không muốn đi đâu. Thì lúc này mình cần phải đi đi đến những nơi có nhiều người tích cực này, mình đi tới thiên nhiên này. Giống như ngày hôm qua lớp học của chị Nguyên cũng có nói á, cách tạo nguồn tạo tạo cho mình những cái nơi mà có cái ảnh hưởng tích cực tới mình. Thì ví dụ như bạn có thể đi núi, đi biển, đi thiên nhiên, đi phơi nắng, chơi thể thao và kết nối với cộng đồng, rồi mình bớt xem các cái bài đăng trên Facebook mà xong rồi mình so sánh mình là sao sao người ta ở bên kia, người ta vui thế, cuộc đời người ta vui thế, mà sao cuộc đời mình đau khổ vậy. Nhiều khi không phải, mà lúc mà người ta thường đăng lên những cái vui vẻ thôi, người ta chia sẻ những điều vui vẻ, nhưng mà trong cuộc sống thì ai cũng có nỗi buồn, người ta đâu có đăng lên đâu. Nên là nếu mà mình cứ so sánh như vậy thì mình sẽ càng chìm đắm đắm trong cái nỗi cô đơn hơn ha. Và mình bị cô đơn á, thì mình có thể nuôi thú cưng, nếu như mà mình có thú cưng để chơi cùng, nhất là những người lớn tuổi á, nếu mà người ta ở một mình thì mình có thể mua tặng những con cún hay những con mèo giống như bà ngoại hay ông ngoại mình thích đó. Và lúc mà cô đơn này thì đừng cố gắng lảng tránh những cái mối quan hệ trong xã hội, mà nếu ai mời đi sinh nhật, ai rủ đi uống trà sữa, ai mời đi đâu là đi luôn. Chứ nếu mà mình càng càng lảng tránh gặp con người ấy, là mình càng cô đơn nhiều hơn, và cái nỗi sợ tiếp xúc với con người của mình càng ngày càng tăng lên. Và mình phải tin rằng ngoài kia có rất là nhiều người tốt, hay rất là nhiều người tốt, người ta sẵn sàng giúp đỡ mình, người ta sẵn sàng kết bạn với mình ha. Thì đó là về phần cô đơn. Và bây giờ mình sẽ đi vào phần
phần bị từ chối. Thì khi mà mình bị từ chối, có phải là mình sẽ cảm thấy cái giá trị của mình rất là kém không, bị tụt xuống không? Mình lúc đó mình không cảm thấy bản thân mình không có giá trị. Thì lúc này bình thường người ta hay nói là mình có thể sử dụng các câu nói tích cực, nhưng mà thực ra thì các câu nói tích cực này không giúp đỡ được mình gì nhiều đâu. Tại vì ví dụ như bây giờ mình về mình bảo, mình nói với bạn là bạn về bạn nói là bạn bạn nói với bản thân bạn là bạn đẹp lắm, bạn giỏi ơi là giỏi. Những cái câu đó là từ từ lời mình nói ra thôi. Nếu mà bạn không thực sự bạn cảm thấy những điều đó thì cái tiềm thức của bạn nó đẩy những cái thứ đó ra, những cái lời nói này sẽ không rơi được vào vào cái suy nghĩ của chúng ta đâu. Nên là mình phải đi theo hướng thực tế hơn, là mình cũng sử dụng các câu nói tích cực. Tuy nhiên là mình sẽ ghi xuống những điều mà mình cảm thấy thực sự là mình có giá trị nha, ở bản thân mình thôi, chứ không phải là ví dụ ai đó nói điều gì đó, bạn phải nói như thế này, bạn phải nói như thế này, tích cực với bản thân, thì những cái đó nó không phù hợp với mình, là mình sẽ không tin đâu. Nên là ví dụ như bây giờ mình thấy mình là người đáng yêu này, mình thấy mình là người thật thà, mình thấy mình là người ham học hỏi và có tố chất, thì mình sẽ ghi xuống những khoảng 5 cái những cái giá trị ở bản thân mình mà mình thấy. Rồi khi mà ghi xuống 5 giá trị đó rồi thì mình sẽ chọn ra khoảng 1 đến 2 những cái giá trị mà mình cảm thấy tiêu biểu nhất. Sau đó thì mình ghi xuống này. Tại sao những giá trị này lại là quan trọng như vậy? Và tại sao mình thấy nó có giá trị, tại sao người khác thấy nó có giá trị, và mình sẽ sử dụng những giá trị này như thế nào trong tương lai. Thì khi mà mình ghi nhiều như vậy á, có thể là bây giờ bạn chưa tin bởi vì bạn chưa làm, nhưng mà khi mà mình làm rồi thì những cái cảm xúc, những cái sự nỗi đau từ việc mà mình bị từ chối nó sẽ qua đi dần ha. Và khi khi mà mình có những nỗi đau mà mình bị từ chối như vậy thì mình cần có những suy nghĩ là mình đồng cảm với bản thân mình. Giống như ở trong lớp học sống tử tế mà chị Thủy có nói á, thì mình phải sống tử tế với bản thân mình trước đã, rồi mình mới có thể tử tế với người khác, tử tế với cộng đồng. Là mình để cho mình đồng cảm với mình thì mình sẽ có phục hồi dễ hơn. Rồi để mình xem có. Rồi ví dụ như mà khi mà mình có cảm giác nỗi đau, lúc mà mình thấy mình có tội lỗi đi, thì lúc này mình làm gì? Mình sẽ xin lỗi người khác. Và lúc đó mình xin lỗi thì mình phải xin lỗi thật sự là chân thành, bằng cách mình thể hiện mình sự thấu hiểu của mình rằng mình đã làm cho người kia đau như thế nào. Mình nói ra cảm xúc, không phải cảm xúc của mình nha, mà mình nói ra cảm xúc của người kia là: à, mình biết là mình nói như vậy là làm bạn đau đớn như thế này, đau đớn như thế kia. Thì người ta sẽ nhận thấy, à, mình hiểu. Rồi, đó là cái cách mình xin lỗi ha. Thì khi mình xin lỗi xong rồi thì mình có thể đền bù bằng những hành động nho nhỏ mà mình tùy thuộc vào tình huống mà mình làm thôi. Và mình cố gắng là không bao giờ làm người ta tổn thương thêm nữa. Thì đó là những ý mà mình chỉ cho các bạn về về cách mà sơ cứu các tổn thương ha. Rồi, ở đây có một phần nữa là khi mà mình có những suy nghĩ tiêu cực á, thì những suy nghĩ tiêu cực này thì xảy ra trong tất cả các nỗi đau luôn đấy. Nếu mà mình có nỗi đau về thất bại, nỗi đau về cô đơn hay là nỗi đau bị từ chối, thì mình đều có những cái suy nghĩ tiêu cực nó đến và mình ngẫm nghĩ nó suốt ngày. Thì mình cũng biết đến những quy luật như quy luật 5 giây này. Nếu mà cái ý nghĩ tiêu cực nó đến đầu mình thì mình đếm 5 giây để mình cắt nó đi. Nhưng nếu mà nó khó quá thì mình có thể đếm 10 giây, đếm 20 giây, và hoặc là nếu như cái đó nó cũng không thể hiệu nghiệm với nỗi đau của bạn nữa thì bạn sẽ không đếm giây nữa. Bạn sẽ không đếm 1 giây, 2 giây, 3 giây nữa, mà bạn sẽ ví dụ như bạn nghĩ ra bây giờ mình phải nghĩ ra 10 bông hoa đi. À, mình sẽ không đếm là một bông hoa hồng, hai bông hoa hồng, ba bông hoa hồng, mà mình sẽ nghĩ ra 10 loài hoa.
hoa hồng này, hoa huệ này, hoa cúc này, là mình đến lúc mà mình nghĩ hết 10 bông hoa rồi là cái nỗi đau đó nó sẽ không đi vào để nó xoáy thêm vào cái tổn thương của mình nữa, để nó không xoáy sâu thêm nữa. Thì mà mình luyện tập như vậy dần dần á thì nó sẽ cái cơ của mình sẽ nó sẽ cứng lên. Thì dần dần những cái suy nghĩ tiêu cực đó nó quay lại á là nó sẽ văng ra luôn, chứ nó không thể nào ở đó mà ảnh hưởng tới mình được nữa ha. Đó là một cách. Và khi mình có thể là mình bình thường á mình cứ hay đứng ở vị trí của mình và mình nghĩ rằng mình đau như thế nào, hay là mình nghĩ là mình là một nạn nhân như thế nào nên là mình đau thôi. Nhưng mà bây giờ mình có thể cố gắng mình đứng, ví dụ như bây giờ mình có một nỗi đau, mình đứng ở vị trí ví dụ ba mẹ mình nhìn vào cái trường hợp đó như thế nào, hay là bạn bè mình nhìn vào trường hợp đó thì sẽ như thế nào, hay là thầy cô hay là những người tư vấn tâm lý thì người ta sẽ nhìn như thế nào. Và nếu mà những cái góc nhìn đó chắc chắn là nó sẽ giúp các bạn luôn. À, nếu các bạn phải thử các bạn mới hiểu ha, thì các bạn mới biết là nó hiệu nghiệm đến như thế nào. Và nếu mà nỗi đau nó quá lớn đến nỗi mà như vậy cũng chưa đủ nữa thì mình sẽ nghĩ đến là trời Phật, hay là những đức Chúa Trời, những ai mà có đạo ấy, thì có thể nghĩ đến ở Chúa sẽ nhìn vào, hay là Phật nhìn vào tình huống của mình như thế nào. Rồi nếu nếu mà nhiều khi cơn tiêu cực đến mà mình đếm như vậy, mình đếm số như vậy nó cũng chưa giúp mình được gì nhiều á, thì mình cũng có thể là đi làm các công việc khác ha, tạm thời đi tập trung, đi dọn nhà, đi sắp xếp lại sách vở, rồi đi tắm. Hay là như mình á, là lúc trước mà mình có đau khổ là không hiểu sao mình lại đi giải bài tập toán các bạn ạ, và mình thấy giải xong các bài thế là cũng hết hết buồn luôn, mặc dù là cũng không phải học ngành toán gì. Và đó cũng là một cách ha, những cách để mình làm để mình không có suy nghĩ vào việc nỗi đau nữa. Và mình có thể sử dụng các tư duy đúng đắn để mình suy ngẫm tích cực hơn. Tư duy đúng này, rồi các tư duy về cuộc sống này, thì mình sẽ lý giải được các tình huống của mình theo hướng tích cực, theo hướng đúng như là quy luật cuộc sống là nó xảy ra như thế, và những bài học mình học được là gì, thì mình sẽ bớt tổn thương hơn và mình sẽ nhận ra rằng nó đều là những nỗi đau mà nó đến với mình đều là những bài học quý giá. Và mình cần kết nối với người khác, kết nối với bạn bè. Hay là ví dụ như mình có những nỗi đau đó, mình đi làm từ thiện để mình có những trong cộng đồng làm từ thiện, mình làm việc thiện là mình đã cảm thấy là mình có giá trị này, mình làm việc thiện là mình có cảm xúc vui này, mình ở những nơi mà những người ta làm việc thiện á thì toàn là hầu như là những người ở đó đều là những người tốt bụng, và người ta sẽ cho mình các cảm xúc tích cực. Rồi mình có những sự suy tư đúng không, thì mình bớt suy tư lại mà mình suy nghĩ xem là mình có thể làm gì để kiểm soát được những điều mà mình đang sợ hãi á, thì để mình kiểm soát những kết quả xảy ra trong tương lai thôi, chứ còn mình ngồi đó mình lo thì nó không có đưa lại kết quả gì. Thay vì đó mình đứng dậy mình hành động, ví dụ như mình suy nghĩ nhiều quá về ngày mai sẽ xảy ngày mai sẽ làm gì, ngày mai sẽ đi thi như thế nào, và mình cứ lo là lần trước điểm kém rồi, không biết ngày mai đi thi trượt đợt 1 rồi, đợt 2 đi thi này nữa, không biết có trượt thêm lần nữa không, thì thay vì đó thì mình ngồi mình học bài ha, thì mình sẽ bớt cái cơn lo lắng đi. Rồi đó là phần chia sẻ của mình ha. Mình biết là phần này nó cũng hơi mới và hơi khó để hiểu, nhưng mà qua dần dần á, bạn nghe nhiều cái video đeo này là bạn sẽ dần dần mình sẽ nó thấm vào đầu, mình sẽ nhận ra rằng những điều này là những điều thực sự cần thiết và những điều mình cần phải làm để chữa chữa lành cho bản thân mình, để mình thăng bằng hơn, mình nữ tính hơn, mình nhẹ nhàng hơn.
Chứ thực ra lần đầu nghe, nếu mà ai mà lần đầu nghe là sẽ thấy rất là khó hiểu. Bởi vì trước giờ mình đâu có quan tâm đến nỗi đau tinh thần đâu, mình bỏ bê cái phần tinh thần của mình rất là nhiều luôn. Cái bánh xe cuộc đời đó mình chỉ quan tâm đến phần thể chất chẳng hạn, nhưng mà cái phần tinh thần mình quên đi. Rồi. Bây giờ sẽ đến phần đặt câu hỏi ha. Các bạn có thể có những nỗi đau gì này, những câu hỏi mà nãy giờ các bạn chưa chưa có rõ về cái phần mà mình chia sẻ á, thì các bạn có thể hỏi. Và phần nào hay là các bạn có những nỗi đau nào chưa được giải quyết nó còn tới bây giờ thì các bạn cũng có thể hỏi ha. Tất cả các nỗi đau mình cố gắng là hôm nay mình sẽ giúp mọi người có thể bình an hơn và phần nào đó giảm được đi các nỗi đau. Mình rất là may mắn tuy còn cũng trẻ nhưng mà trải qua khá là nhiều nỗi đau rồi. Hai Dạ em, anh nghe. Dạ. cho chị hỏi, mình muốn xóa được cái nỗi đau mà mình bị có cảm giác bỏ rơi từ lúc nhỏ đây. Là Cái đó chị cũng muốn đổi tư duy hoài mà sao nó cứ hiện về hoài à. mình bị ba mẹ bỏ rơi hay là bị ai bỏ hay là bị trong chuyện tình cảm à? Bị ba mẹ bỏ rơi đó em. Thì em biết là nó đau ha chị ha, nó nhưng mà nếu mà mình cứ mãi mãi suy nghĩ đắm chìm trong nỗi đau này thì cũng không giải quyết được gì. Nên như lúc nãy á thì em còn nói thực ra chị đã, em nghĩ là chị đã quá là gặm nhấm nỗi đau này trong một thời gian khá là dài rồi. Nên là bây giờ á, khi mà mình quay lại mình nhìn nhận lại thì mình sẽ sử dụng các tư duy mới để mình có thể mình suy nghĩ lại về vấn đề. Bây giờ này, chị ơi chị còn ở đó không? Chị PT16. Còn Chị em dạ. chị vẫn Thì bây giờ để chị giải quyết được nỗi đau này á thì có thể là không thể giải quyết được 100% nhưng đâu đó cũng 90% là cũng ổn ha chị ha. Thì trong cuộc sống có rất là nhiều điều nữa, rất là nhiều điều vui nó xảy đến với chị, rất là nhiều điều may mắn xảy đến với chị. Thì bây giờ chị có thể kể ra khoảng khoảng 5 điều mà chị thấy biết ơn cuộc sống này đã cho chị hay không? Hoặc là chị về nhà chị ghi xuống càng nhiều càng tốt. Những cái điều mà cuộc sống này đã mang đến cho chị mà nó hạnh phúc, những cái điều mà chị có, thay vì chị đắm chìm chị nhìn vào hướng kia, bởi vì cái sự việc mà mình bị bỏ rơi là không thể thay đổi được nữa, thì bây giờ mình nhìn vào điều tích cực này, mình ghi xuống những điều mình có này, ok ví em. dụ như dạ đó là một phần hay chị ha. Nếu mà mình chưa bao giờ làm ấy thì mình nghe như vậy mình sẽ nghĩ là ôi ghi như vậy thôi không biết là có giúp được gì hay không, mình phải về mình ghi mình mới mới hiểu là nó có kết quả chị ạ. Cũng giống như Ok. bị dạ rồi. Và một điều nữa là mình bổ sung các tư duy mới, tư duy về cuộc sống để cho mình đỡ đau khổ hơn, ví dụ như chấp nhận họ như chính họ là, tôn trọng sự khác biệt. À bây giờ người đó đã hành xử như vậy đối với mình trong quá khứ thì đâu đó người ta cũng có những cái nỗi đau riêng, thì mình nghĩ như vậy để mình đỡ buồn ha. Chứ còn thực ra thì ba mẹ nào cũng thương con thôi, nhưng nhiều khi vì cuộc sống khốn khó, vì điều này điều kia nên người ta đành phải làm vậy. Chứ còn trong thâm tâm thì chị vẫn luôn được yêu thương ở trong trái tim ha. Cảm ơn em. Mình làm dần mình sẽ thấy có kết quả ấy. Em chúc chị là sẽ mau lành ha. Rồi, bây giờ mình sẽ mời bạn, lúc nãy có bạn một bạn cũng giơ tay á. Bạn Minh Nguyễn hay Xuân Nguyễn gì đó, Xuân Nguyễn. Hello, chào em. Dạ, Chị em chào chị. hỏi em xíu là chị
À, nỗi đau thì cũng có, nhưng mà cái mà chị bị là một cái nỗi sợ, tức là nó như là một cái yếu điểm của chị luôn á, nghĩa là chị rất là hay sợ và chị hay lo xa. Thì sợ là như nào? Sợ là nhiều khi ví dụ lớn như vậy rồi nhưng mà nhiều khi đi đường tự nhiên cái bị công an thổi đi chẳng hạn, là tự nhiên sợ lắm, rất là sợ luôn, mà không hiểu tự nhiên sao sợ vậy đó, tự nhiên thấy người mình nó hèn lắm. Là cái thứ nhất, tự nhiên mình run lẩy bẩy, à nhiều khi thấy người người công an đó là tự nhiên sợ khen vậy đó, hoặc là nhiều khi mà đi xe máy đó, đi đi ngang qua cảnh sát vậy đó, thì tự nhiên người mình nổi sợ lên đó, mà nhiều mình không có làm cái gì sai đó, mà tự nhiên mình cũng thấy sợ. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nỗi sợ là ví dụ như mình sẽ, ví dụ trong công việc thì chẳng hạn là mình, cái việc mình làm được hay không được đôi khi nó cũng là bình thường. À, dù sao thì mình cũng đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà tự nhiên một cái cảm giác là sợ là mình bị như thế nọ, mình bị như thế kia, có nghĩa là mình sợ là sẽ bị nói như thế nọ như thế kia, có nghĩa là cái cảm giác trong lòng nó bất an lắm, nó sợ mà nó thắt cái tim lại luôn đó. Thì tại chị bị như vậy thì chị cũng có nghiên cứu về cái thần số học xí, thì chị có lấy report báo cáo cái kiểu, thì chị thấy đúng cái đó đúng là điểm yếu của chị, là con người của chị luôn bị một cái điểm, cái nỗi sợ ở trong lòng. Thì làm sao cho nó hết? Thì để mà mình nỗi sợ ấy chị, nỗi sợ thì mình nhận, trước hết là chị nhận biết được nỗi sợ rồi, là em thấy điều đó rất là tốt rồi. Bởi vì khi mà mình có cảm xúc gì đó thì trước hết mình phải nhận biết được nó thì mình mới có thể sơ cứu được cái cảm xúc của mình ha. Thì sợ thì luôn luôn không phải là tiêu cực, mình nghĩ nó về một cái hướng trung tính thôi chị. Tại vì đôi khi mình sợ thì sẽ khiến cho mình chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị tốt hơn cho tương lai. Nhưng mà nếu mà nỗi sợ của mình nó nhiều quá về một điều gì đó thì cái đó không phải là nỗi sợ nữa, mà đó là sự lo lắng, sự Ừ, lo đúng. lắng ở tương lai. Ừ, cả chị lo lắng mà thành ra chị sợ. Là như chị nói với em là tự nhiên là ví dụ như con người chị đang đi xe vậy đó, nhưng mà ví dụ có cảnh sát đứng đó, là nhiều khi tự nhiên chị đi đi ngang qua họ mà cảm giác trong lòng chị sợ lắm luôn. Mặc dù chị không có, chị biết là chị không có làm gì sai không, nhưng mà tự nhiên là cái phản xạ tự nhiên của cơ thể là nó tiết ra một cái sự rất là sợ hãi ở trong lòng, và cái tim mình là nhiều khi nó lo lắng cực kỳ ở trong trong lòng, thì cái điều đó là chị không muốn. Nhưng mà nhiều khi mình nói ủa tại sao mình sợ quá như vậy, mình không hiểu lý do tại sao hết đó. Thì hành động này chị, lo lắng không thể kiểm soát, không thể giúp mình được, mà mình phải kiểm soát về điều mình có thể làm được. Là ví dụ như bây giờ mình gặp mấy anh mình sợ quá thì mình chuẩn bị giấy tờ làm sao, rồi xe thì phải quy định như thế nào, thì lúc đó mình đi đàng hoàng rồi, mình nghiên cứu về luật giao thông thì mình đâu có sợ nữa, mình khi mà Không, mình làm đúng rồi. chị làm đúng rồi, nhưng mà mỗi lần đi qua những cái người đó chị vẫn có cảm giác, có cảm giác là bị thấu tim á, nghĩa là mình biết là mình đầy đủ giấy tờ, mình không có bị cái sợ gì hết, nhưng vẫn cảm giác thấu tim. Hoặc là cái đó chỉ là một cái ví dụ nhỏ thôi, nhưng mà có những cái mà như chị thấy là trong công việc á, thì thường ví dụ là mình chỉnh chu mình làm gì đó, nhưng mà nếu cái tính mình chỉnh chu, mình cẩn thận, mình làm hết thần tật, nhưng mà lỡ có cái chuyện gì mà nó sơ sót một chút để kia là mình hay sợ lắm, mình cứ sợ à không biết là mình làm vậy rồi mình sợ khách hàng nên người ta đánh giá là sao rồi, hoặc là ví dụ nhiều khi mình lỡ mà cái làm cái gì đó nó sơ sót chút thì mình cũng cũng hay bị sợ, tức là một cái tâm lý nó luôn luôn worry và nó luôn lo lắng ở trong người vậy đó. Thì nãy em nói rồi ha, lo lắng không giúp được mình nhiều, mà bây giờ mình phải hành động để kiểm soát. Ví dụ như chị lo lắng về cái khoản khách hàng á, thì chị sẽ nghĩ này, hai thứ cần làm là cái việc xấu nhất xảy ra sẽ là gì. Chị nghĩ ra được cái việc xấu nhất xảy ra rồi thì chị biết việc xấu nhất xảy ra là gì rồi, thì chị đâu cần phải sợ nữa. Thứ hai nữa là chị làm các thứ để kiểm soát được những thứ mình làm, để kết quả mà nó đến là tốt nhất có thể. Vậy thôi. Chứ thực ra thì không có thánh thần nào có thể giúp luôn một lúc được, mà mình hết sợ, mình hết hết lo lắng,
mà mình phải thực hiện chị ạ, mình phải tự bản thân mình đi tới thầy rồi xong mình lấy cái phương thuốc đó về rồi mình về nhà mình phải uống, mình phải thực hành. Ok em, nhờ chị còn Dạ. hỏi thêm câu nữa nghe. Cho chị hỏi Dạ. thêm câu nữa là chị hay bị một cái cảm xúc là nó để lại trên gương mặt. Ví dụ là nhiều khi chị ngồi mà nhiều khi buồn gì đó thì buồn hay vui, hoặc là nhiều lúc mình không có hài lòng về một cái người nào đó thì cái thái độ của mình nó hay thể hiện trên mặt, mà nhiều khi mình muốn kìm bên trong mình kìm cũng nổi luôn á. Thì làm sao để mà cái cảm xúc đó nó không nó bớt thể hiện trên mặt đi, hoặc là ví dụ mình giận ai thì mình người đó cũng không có biết làm sao để mà mình tập được cái thói quen đó. À, thói quen ví dụ như người chị cho em một người cụ thể đi, một người thôi. Thì ví dụ như chị có cái chuyện gì đó mà chị không có cảm thấy cái người đó không có được giải quyết cái vấn đề đó, không có được 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 ok, được ổn, thì tự nhiên chị cảm thấy là chị bực mình đi chẳng hạn. Thì ví dụ Đồng ý như ạ. bực mình thì đúng rồi, thì chị sẽ nhiều lúc là chị không có nói ra, nhưng mà chị khó chịu trong người á, rồi cái khó chịu đó nó toát ở trên cái gương mặt mình luôn. Thì cho nên là chị hay bị nói là, có nghĩa là cái có cái gì á trong người chị là nó thể hiện hết trên gương mặt của chị, buồn vui giận là nó thể hiện hết trên gương mặt. Và chị bây giờ muốn kiểm soát cái điều đó, muốn là mình giấu nó ở bên trong đi, có chỉ có vui thì mình thể hiện ra Rồi. thôi, nhưng cái việc mà giận ai thì cũng không có nên thể hiện, hoặc là bất mãn cũng không nên thể hiện ra đó. Dạ, em hiểu rồi. Thì thực ra là mình không nên giận ai và mình cũng không nên bất mãn về ai ha. Tất nhiên là trong cuộc sống thì lâu lâu nó cũng xảy ra rồi. Đúng. Nhưng mà để mà mình không bị như vậy thì ví dụ như chị đồng nghiệp đó là chị A đi, thì mình muốn là bây giờ mình không có suy nghĩ như vậy vì chị A nữa, thì mình phải ghi xuống, về nhà mình ghi xuống chị A này có những điểm tốt gì để mình nhìn chị A một cách tốt đẹp hơn, để mình tôn trọng những ý kiến mà chị nói ra, bởi vì đôi khi chị cũng nói ra những điều tốt nhưng mà trong đầu mình cứ nghĩ trong những cái khuôn khổ của mình thôi, thì mình cứ nghĩ ý kiến mình luôn là đúng và ý kiến của người ta thì luôn không hay bằng mình, và mình hơi coi thường người ta thì mình từ trong cái thâm tâm của mình nghĩ người ta là không có ý kiến hay, mình nghĩ người ta là chưa hoàn hảo như mình, thì mình sẽ bị thể hiện ra. Chứ còn nếu mà trong thâm tâm của mình tôn trọng, à người này chắc chắn là có ý kiến gì đó hay và khác mình cũng có ý kiến hay nha, nhưng mà người ta cũng có ý kiến hay nhưng mà chỉ là khác mình thôi, và người ta có những điểm tốt gì thì mình sẽ học hỏi được gì từ người kia. Thì từ trong thâm tâm của mình ấy chị, mình mà đã viết ra được những điều tốt đó rồi thì mình sẽ không có bị những cái chất Rồi chất chị hiểu. xúc tác nó gây ra. Nhưng nếu mà mình gặp một đúng một cái người mà họ không bao giờ ghi nhận cái mà họ một em gặp đúng cái người mà họ không bao giờ ghi nhận cái đóng góp của người khác, mà cái người luôn luôn chỉ lên tiếng chê bai và chỉ trích, chỉ trích team của mình, mặc dù những người đó họ lao động họ làm rất là vất vả, lúc nào cũng chê 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 chê, và cái người đó không bao giờ khen, thứ nhất là chê và không bao giờ khen, cái thứ hai nữa là luôn 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 nghĩ cái người đó là số 1. Mà có nghĩa là giống như em cảm giác này, có nghĩa là em quen rồi, mà đó cảm giác là em nghĩ là nhiều khi cái điểm mà không tốt của người đó nó lớn hết hết á. Thành ra em, bây giờ giả sử mình có muốn list down xuống những cái điểm tốt của người đó thì mình cũng không có list down được đó. Thế thì giả sử mà em gặp một người như vậy thì em làm thế nào để em có thể list down được cái điểm tốt của người đó? Chắc Có chắn thể là là ai maybe cái người đó tốt với gia đình, nhưng mà với đồng nghiệp là người đó hoàn toàn như vậy luôn á. Thì em làm sao, em không lẽ em nói là ok, không lẽ chị sẽ list down là ok, anh đó anh có thể là anh xấu với mình nhưng mà anh tốt với nhà anh. Làm như thế nào? Thực ra nó có những người như vậy đó. bây giờ nha chị. Chị ở team khác của anh đó đúng không? Cùng team luôn chứ không có khác nữa em. Rồi có mâu thuẫn gì về tài chính không? Ví dụ như chị tốt hơn thì Không anh. à, không có mâu thuẫn gì, nhưng mà là một cái thói quen, là một cái tính cách không bao giờ khen ngợi người khác, mặc dù người ta làm tốt, rồi không bao giờ, chỉ có chê thôi. Và chê là nhiều khi phải nói là dùng cái từ nó hơi 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 mất lịch sự, nó hơi hơi lỗ mãng. Thì có nghĩa là người ta luôn luôn chê chê và gọi là bác đi hết những cái công sức của người khác Rồi đấy. điều đó khiến chị tổn thương, đúng không? Thì nói chung là không, chị không có bị chê, nhưng mà chị thấy người khác cứ bị chê hoài, thì nó cũng là một cái hình ảnh không tốt đối với chị.
Thành ra thì chị nghĩ là nếu mà mình ở trong cái tình huống đó thì mình phải làm sao, mình có đâu, tại vì cứ nhìn thấy ngày nào cái lúc nào họ cũng đa phần là thấy những cái điểm đó mà không có phát hiện ra điểm tốt của ảnh thì mình đâu có thể nào mình miss out được những cái điểm tốt đâu. Là câu hỏi chính xác của chị là gì này? Thì ý là nếu mà mình gặp phải một cái người, tại vì em nói là nếu mà mình gặp mà mình có xung đột, mình không có được giận thì mình luôn nghĩ tới cái điểm tốt của người khác để mình không giận. À, rồi rồi. Nhưng mà cái người này, ví dụ trường hợp cái người này là mình nói chung là nhiều người nhìn là không thấy cái điểm tốt nào đâu hết Vậy đó. Đó bây thì giờ chị phải bổ sung thêm những tư duy khác nữa. Ví dụ như có bấm một bạn cũng nói là chấp chấp nhận họ nhận như họ. chính họ là, nhưng mà thực ra ấy, để nói mà chấp nhận người khác thì nó rất là khó, mà thực ra mình không phải là mình chấp nhận mà mình nhìn nhận là à đây là cái, ví dụ như người đó là như vậy và mình nhìn nhận như vậy và mình biết như vậy thôi, mình không cần phải chấp nhận nhưng mà mình biết người đó là như vậy là được rồi. Chứ còn mình đâu thể thay đổi được người ta đâu. Và khi khi mà người ta người người ấy chê, ví dụ người ấy có chê chê bai trách móc gì những thành viên khác trong team của chị đi chẳng hạn, thì nếu mà người ta không không đau buồn thì thôi, chị cũng đâu cần phải phải lo lắng đâu. Tại vì ví dụ như người ta là một bông hoa hồng xinh đẹp có màu hồng, thì dù ai đó có nói không mày là màu đen thì cái bông hoa hồng đó vẫn là màu hồng và vẫn là xinh đẹp thôi. Nhưng mà tự vì hoặc là từ những cái cách khen nó rất là thiếu tế nhị, ví dụ vậy, thì mình thấy là mặc dù là chị không bị nhưng mà chị cũng có cảm giác rất là khó chịu. Em hiểu không, là mình nghe và ngày nào ví dụ lần nào mình họp hành mình cũng nghe như vậy, mình rất là khó chịu. Thì không biết nói sao, nhưng mà cái cảm giác của mình là mình hiểu tại sao có một người sinh ra chỉ chê hết tất cả mọi người khác. Thì bây giờ Còn ví dụ nếu mà khen á, thì khen cũng không có tế nhị. Ví dụ như khen khen một cái bạn A nào đó thì luôn luôn so sánh với bạn B. Khen bạn A thì cứ bảo bạn A thì tốt như thế này, trong khi bạn B thì không tốt như thế nọ. Lúc này một cái kiểu khen nó không có tế nhị. Em hiểu. Thì làm kiểu như mình thấy thì hơi bây bực giờ chị mình. tôn trọng người ta thôi, chị tôn trọng cái những cái hành xử của người ta thôi. Có thể là trong trong quá trình lớn lên người ta học hỏi được những điều đó, chứ người ta không có may mắn giống chị là được được học cách mà nói ra những lời khen như thế nào, được học cách nói như thế nào để không người làm người khác tổn thương. Thì mình thấu hiểu cho người ta là như vậy thôi và mình nhận thấy như vậy thôi, thì mình thấy mình may mắn hơn người ta là mình được học hỏi và mình có những hành xử đúng hơn. Thì trong những tình huống này là những tình huống để mình rèn luyện cái khả năng là không có phản ứng trước những cái hành những cái điều mà người người khác làm mà khiến mình khó chịu á. Và mình cố gắng là trong những tình huống này mình rèn luyện, là những cái cơ hội để mình rèn luyện được cái khả năng bình thản, mặc dù là ngoài kia ai có nói gì đi chăng nữa, nó không có ảnh hưởng tới mình, không ảnh hưởng nhiều tới công việc, thì mình không cần phải quá là căng thẳng á chị. Tại vì đi đâu rồi cũng có những người như thế. Có một cái bạn nhắn cho chị hỏi chị là có học cái lớp 28 ngày biết ơn của chị Thanh Bình chưa? Thì thực sự là chị có mới add chị Thanh Bình, tuy nhiên là chị không không có tìm ra được cái hết hết mấy cái YouTube của chị Thanh Bình, nên là chị chưa có follow, học cái đó. Nhưng mà chị có thấy chị Thanh Bình học theo cái làm theo cái cuốn Magic á, thì chị mới thực hành được 2 ngày. Thì ý của chị cũng sẵn đây chị hỏi Thảo luôn là, vì khi mà chị thực hành thì cái việc mà khi mà chị biết ơn là chị biết ơn luôn cái người mà ví dụ cái người đó gây ra khó khăn gì cho chị thì chị cũng biết ơn cái người đó luôn. Chị ơi, Thì thì bây đó. giờ tại vì câu hỏi của chị khiến cho em hiểu rằng chị chưa có luyện tập nhiều á. Tại vì mình mà chưa luyện tập thì mình không tin là mình làm được. Mà cái đỉnh cao nhất của cái lòng biết ơn, đỉnh cao nhất của sự thăng bằng là cái người làm mình tổn thương mình vẫn biết ơn người đó được. Và những cái người mà bình thường mình nghĩ là người đó khó chịu mà mình vẫn thấy được điểm tốt của người ta, Đúng đó là rồi, đỉnh cao. ừ đúng rồi, Và tại vì chị mới 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 thực tập có 2 ngày thôi, chị ra ngày thứ 2 của lòng biết ơn, thì bây chị giờ mới thực tập ngày thứ 2. những cái người Em mà nói bình thường là
những cái người mà bình thường làm cho mình hay những cái sự việc bình thường trong cuộc sống mình có được, mình còn chưa nhìn nhìn được hết để mình biết ơn á, thì làm sao mình đạt được tới điểm kia. Nên mình trước hết mình đi từ từ đã hai chị, mình cứ làm đi rồi mình sẽ tới thôi, chứ bây giờ nói thì mình chưa hiểu, mình chưa nghĩ là nó sẽ làm được á. Không không chị không nghĩ là chị sẽ làm được, nhưng mà ý là chị vẫn đang làm, chị đang làm thôi, chứ không không phải là chị không nghĩ là người không làm được. Nghĩa là chị share với em rằng là ý là chị đã nhận ra được rằng là cái việc biết ơn không phải là chỉ biết ơn những người giúp đỡ mình, mà biết ơn cả những cái người mà họ mang tới cho mình những cái đau khổ hoặc là những cái khó khăn trong cuộc sống đó. Thì là ý của chị share cho em như vậy thôi nha. Dạ, Chị cảm đúng ơn. rồi chị. Thì nói như vậy thì dễ, nhưng phải làm hai chị Đúng làm nữa rồi. rồi nó mới thấm, Đúng rồi. vào trong trái tim của mình. Và ngoài ra thì mình có thể thêm những tư duy khác vào, ví dụ như con người thường luôn thấy lỗi của mình chứ không thấy lỗi của người khác, thì anh ấy cũng chỉ thấy lỗi của mình thôi chứ đâu thấy lỗi của người, à em nói ngược, con người chỉ thường luôn thấy lỗi của người khác chứ không Người thấy khác lỗi không của thấy mình lỗi á. mình. Đúng rồi, Ok, Thảo, hay cảm là ơn. con người thì ai cũng muốn mình đúng hết, đâu có muốn mình sai đâu, nên là người ta cũng cố gắng để người ta muốn mình người ta đúng thôi. Thảo ơi, Nhưng cho ý kiến với. dạ Nãy giờ ngồi nghe ý kiến với chị Xuân Nguyễn, với cho em chia sẻ một chút với chị. Cảm ơn Thảo. Thảo nãy giờ đã chia sẻ với chị cũng khá nhiều rồi. À, tuy nhiên thì em có một vài câu hỏi đặt với chị Xuân Nguyễn. À, hiện tại chị Xuân Nguyễn đã theo cốt nào chưa? Đã cốt nào đồng hành cùng với mình chưa ạ? À, hôm bữa thì có anh Dũng anh tư vấn cho chị đó bé Vi. Dạ vâng, vậy thì chị cứ tiếp tục hành trình 21 ngày này nhé. Sau 21 ngày này chị xem chị thay đổi như thế nào, đồng thời theo đó, song song theo đó chị thực hành lòng biết ơn như cái cuốn Matrix ấy. Dạ vâng, nếu mà cần hỗ trợ thêm á, thì chị có thể inbox vào fanpage, em sẽ hỗ trợ chị đồng hành cùng với chị. Thế em nghĩ là chị đã theo dõi chị Biên lâu chưa, hay chị mới tham gia cái Chị cũng 21 ngày vài ngày? chị theo dõi chị Viên cũng khá là lâu lâu đó, nhưng mà nói chung là bữa trước khi chị tham gia này thì chị cũng có cày livestream Wow, vậy thì chị tiếp tục cày, tại vì mình cần một thời gian rất dài để thẩm thấu như bản thân em đây. Trước đó em là một người rất là cọc cằn, thô lỗ, nói chuyện thật với sự chị nói em một câu đến câu thứ hai em nói ra là người ta chỉ cần cầm dép ném em thôi à. Ồ Không quen lắm. Trời ơi. Nhưng mà em cần một thời gian, đó là hơn 3 năm trời. Để à phải thay đổi chị. Cái lý thuyết ấy, em nghĩ các chị ở đây lý thuyết chị nào cũng biết hết. Sống tốt như thế nào các chị dư khả năng. Có khi nhiều biết nhiều hơn em còn bản thân em còn phải học hỏi các chị, đúng không ạ? Tuy nhiên cái phần thực hành á thì mình cần một thời gian dài, mình phải luyện tập, phải thay đổi thói quen. Hôm qua có một bạn chia sẻ với em như vậy, một bạn người bạn của em lâu lắm rồi mới nói chuyện lại, bạn chia sẻ với em cái câu nói như vậy, để em tìm trên điện thoại nhé, rồi em đọc cho mọi người cùng nghe, để mọi người cùng Thì chị cũng muốn hỏi Vi là mỗi một ngày Vi Vi tại luyện tập như thế nào á, Vi chia sẻ để cho mấy bạn học luôn. dạ vâng, đây. Đó. Ban đầu chúng ta hình thành nên thói quen, lâu dần thói quen hình thành nên chúng ta. Đúng. Thì vô tình bạn nói em câu đó, em ngẫm nguyên đêm qua em không ngủ được chị, em ngẫm sáng nay em đi làm trễ. Em nghe ngẫm câu đó đến tận bây giờ em vẫn ngẫm, đến khi mà nghe cái câu chuyện của chị thực tế tới nãy giờ em rất muốn nói, nhưng mà tại vì Thảo đang tư vấn hỗ trợ, ông của Thảo đang hỗ trợ cho chị, thì đó thì chị cần thời gian hàng ngày mỗi luyện tập mình thay đổi thói quen dần dần, mỗi ngày mình nở nụ cười nhiều hơn với đồng nghiệp hơn, để chị giãn cái cơ mặt mình ra, mình tập cười trước gương, à thế là ai nhìn thấy chị cũng vui vẻ happy. Bản thân đi làm về rất là mệt, ngồi 21 ngày liên tục, 21 ngày, chẳng lẽ em những lúc ngày đầu tiên em nằm trong bệnh viện đó em cũng lên 21 ngày em vẫn vui vẻ với mọi người, mình tập cười đi, tập cười với chính mình, à mình chia sẻ, mình cười với chính mình trước tiên, là người mình cười với chính mình đã, mọi người sẽ cảm nhận cái năng lượng mình tỏa ra, mình thay đổi dần. Chứ còn bây giờ em nói nhiều, nói men liên lan men tiếp đi chăng Đúng nữa đúng. mình Cho vẫn nên không là nói được. chị muốn hỏi Thảo là chị muốn hỏi Vi là em tập đó, tôi ví dụ như là em cái mà em mới vừa chia sẻ là em tập em cười nhiều mỗi ngày đúng không? Rồi cái luyện tập của em như nào nữa, tức là muốn chia sẻ những cái luyện tập thực tiễn của Dạ em vâng, thì á. sáng dậy thì em cứ mỉm cười, cảm ơn đời, một ngày nữa con được mở mắt nhìn, nhiều nhìn một lần nữa con được thở, một lần nữa con được sống với mọi người, được nhìn thấy người thân yêu, được làm được một thứ, trong khi những người ngoài kia có thể đâu đó cứ 1-2 giây lại có một người mất.
em trân quý cái hơi thở này, hơi thở mình vẫn còn gọi là không khí mình vẫn trong sạch, trong lành, nhà mình vẫn êm ấm, được gặp các học trò thân yêu, mình vẫn còn công việc phải làm trong khi những người thất nghiệp ngoài kia họ còn phải đang bươn chải như thế nào ở ngoài kia. Mình cứ cảm nhận từ từ thôi. Còn em nói lý thuyết thì dễ lắm, nếu mà được thì chị cần một coach để đồng hành với chị theo thời gian dài từ 3 đến 6 tháng để chị thay đổi. Nha chị nha, chị có thể theo anh Dũng cũng hỗ trợ rất là hay đó. Nếu mà đúng cần rồi, đúng rồi em. Thì có gì chị sẽ trên fanpage là fanpage của chị Biên Trương. Dạ vâng, đúng rồi em. Biên Trương là có gì đó đúng không em? Dạ đúng rồi. Đây đây, đằng sau lưng em đây, chị có nhìn thấy không ạ? Đây. Ok rồi, chị thấy rồi Trương. Là em sẽ là trực cái fanpage đó đúng không? Đúng rồi, em trực fanpage, em trả lời hơi chậm nha mọi người tại vì em còn công việc ở trường á. Ok. Em cần hỗ trợ thì cứ inbox vào fanpage em sẽ hỗ trợ nhé. Ok, cảm ơn em. Chị thật là dễ thương. Cố gắng nha chị, một người trước đi đã. Tại vì cái câu riêng của chị á, nó liên quan đến bản thân mình nhiều hơn. Còn người ngoài người ta theo kệ họ, không quan tâm. Họ sống, đó là chuyện của họ. Mình đâu có quan tâm. Người ta bảo đỉnh cao của sự thông minh, của người thông minh là đôi lúc thần kinh trong một vài trường hợp. Em đi làm em bực bội lắm, nhưng mà em cũng phải thần kinh giảm bơ đi. Không là được. đó nói chung là phải học mấy cái gọi là những cái gọi là những cái ứng xử bình thường. Đúng rồi cái hành xử hàng ngày á, vô tình mình làm tổn thương họ mình không biết. Đúng rồi nói chung là rồi mình cũng bị những cái năng lượng tiêu cực cho người khác mang lại, rồi làm tự nhiên cái làm cho mình cũng bị tiêu cực luôn. Chính xác đó, chị đang cảm dần dần rồi đó. Trời ơi, chúc mừng chị cảm được đến hôm nay là rất là tuyệt vời rồi. Cố gắng mỗi ngày chị nha. Nếu mà cần người nói chuyện hoặc cần người hỗ trợ, chị có thể inbox hoặc gọi cho em. Ok, cảm ơn Vi. Dạ vâng. Rồi mời bạn tiếp tục câu hỏi tiếp theo ạ. Các anh chị nào mình cố gắng giơ tay tương tác trực tiếp đi, em sẽ hỗ trợ mở mic ạ. Em cảm ơn chị Vi ạ. Hay quá, vui quá, nhộn nhịp quá. Bạn Chazi, bạn có hỏi là quy luật 5 giây là gì? Quy luật 5 giây là ví dụ như khi mà có một cái suy nghĩ tiêu cực nào đó của mình tới, mình suy nghĩ về những cái nỗi đau trong quá khứ ấy, mình trách móc mình tại sao lại mình lại làm như thế, tại sao mà ví dụ như tại sao tại vì mình mà anh ấy mới chia tay mình hay gì đó, thì mình sẽ đếm mỗi lần mà nó quay về để nó xoáy thêm vào cái nỗi đau của mình, thì mình sẽ đếm 1, 2, 3, 4, 5 và đến lúc nó qua thì thôi. Nhưng mà nếu mà nó khó quá thì bạn có thể đếm cái khác. Ví dụ đếm con vật, đếm 1 con cừu, 2 con hổ, 3 con sói. Ví dụ như vậy cho đến lúc được 10 con vật thì thôi. Là đến lúc nó qua thì dần dần, giống như bạn luyện tập á, thì đến lúc mình sẽ cái khả năng mà chống chọi lại với những cái suy nghĩ tiêu cực nó đến á, những cái sự chiêm nghiệm nỗi đau đó thì mình mạnh mẽ hơn rồi thì nó không còn quay về được nữa. Hoặc là nó mới quay vào là nó văng ra luôn. Đó là dành cho những nỗi đau bé bé ha. Có ai có chị nhà bị nỗi đau lớn không? Thảo chia sẻ 5 giây với nỗi đau lớn. Nỗi đau lớn thì phải thêm tư duy khác chị ơi. Có chị nhà trong đây mình bị nỗi đau lớn không ạ? Mình đắm sướng không chết dùm em ạ. Nỗi đau chia tay này, nỗi đau... Em có một nỗi đau. Hôm qua em mới nói chuyện với anh Vũ lâu lắm rồi. Trong lớp code em không hề tâm sự một tí gì về chuyện cá nhân của em. Thật sự là trong lớp code em ít nói đến cá nhân của em. Em ít nói vô cùng. Cho đến khi mà tham gia hành trình này em tự nhiên em nói nhiều. Em mắc bệnh nói nhiều mấy chị ạ. Thấy mấy chị nói em cũng muốn nói. Có ai bị nỗi đau lớn không ạ? Nỗi đau ví dụ như mình mất mát người thân hay là mình bị một cái gì đó cú sốc đầu đời dạng vậy. Chị Ngọc Châu Trương là mất ba. Dạ vâng. Năm nay năm mới năm 2022 em đón nhận hai cú sốc, đó là vừa mất ông ngoại và vừa mất bà nội. Cái ngày giỗ ba em là ngày mất của bà nội. Thì cái cách vượt qua thì cái nó sẽ trải qua sau từng giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên đó là mình sẽ tự trách bản thân tại sao mình không dành thời gian nhiều thời gian cho những người thân yêu của mình. Trách dành mặt bản thân. Sau khi trách dành mặt bản thân xong xuôi hết rồi, khoảng 1-2 tháng sau mình trách người thân. Tại ba như vậy, tại mẹ như vậy, tại em như vậy, tại bà ngoại như vậy, dẫn đến tình trạng như ngày hôm nay. Đó là mình đi trách người ta ha. Vô duyên vô cớ vô cùng luôn.
sau cái chắc người thân xong bắt đầu mình mới quay lại, mình mới ngẫm nghĩ, mình mới bắt đầu mình có người nào đó dẫn mình ra, mình mới thay đổi và vượt qua được nỗi đau. Thì trong cái podcast của anh Vũ có đề cập đến nỗi mất mát đau đớn này á, thì mọi người có thể nghe thêm podcast của anh Vũ ha. À, chị trên ngày giỗ của bà nội thì mất ba đó, đó có những nỗi đau, những người thân yêu bên cạnh mình, hình bóng của họ là mình không thể nào mình phôi phai được. À, em xin chia buồn với nỗi đau của các chị mất ba, mất mẹ, mất người thân, mất gia đình. À, mọi người tập nói chuyện hài hước như nào ạ? À, Thảo Thảo nói chuyện tập nói chuyện hài hước như nào, Thảo có thể chia sẻ không ạ? Em không chia sẻ được đâu chị Vi ơi, tại vì em thấy mình không còn nói chuyện hài hước. Nói chuyện là không hay mà, nãy giờ em thấy mọi người cười quá trời, chị Kiều Anh chị cười mà muốn rung ghế luôn. À, để nói chuyện hài hước à, em không có duyên nói chuyện chị ơi, em nói chuyện trước quốc à. Và lớp chị Biên em mới thay đổi đó chị. Em học em đi theo chị Biên một thời gian dài, em đi theo đội nhóm á. Ngoài chị Biên ra thì có đội nhóm của chị Biên. À, những anh chị trong lớp code hỗ trợ rất là nhiều để em nói chuyện được như bây giờ. Em ít nói vô cùng. Rồi cười như chị, cười như em là tập hàng ngày đó chị, ngày nào em cũng nhe răng cười nè, gặp ai em cũng cười, đi đâu em cũng cười, thế là chị biết kể chuyện vui nè. Em cười nhiều, em đi gặp ai em cũng cười, hồi xưa em chẳng chào ai, em đi ra ngoài em chỉ gật đầu cái là coi như em chào đó, mặc định là em chào đó. Nhưng mà đi giờ đi ra ngoài đúng không, em bỏ cửa ra, em chào bác hàng xóm, con đi làm, chào cô, con đi làm, gặp ai em cũng chào, em đi làm, đến nơi chào, em chào từ chú bảo vệ, chào các học sinh mà chỉ cần đến trước mặt em hỏi, dạ cô chào con, bình thường là con phải chào cô, nhưng mà cô chào con, hết tự động là con chào cô lại, cứ từ từ để em thành thói quen như vậy đó chị. Ở tập thói quen chào thôi, mình cứ chào vui vẻ mọi người, rồi em đi ra quán đó, cà phê á, em ế mà chị, em gặp thấy ai em cũng cười hết. Thế có để anh đến anh xin info, gọi là xin thông tin cá nhân của mình á, em sợ quá, em tưởng là lừa đảo, em chạy mất ý. Thế là mất cơ hội, mất duyên luôn. Chị Kiều Anh có câu hỏi đúng không ạ? Đấy, chị giơ tay để em mở mic cho chị. Mời chị ạ, à, cho em nhận tín hiệu từ chị đi ạ. À. Vâng, chị nghe rõ em nói không ạ? Dạ vâng, nghe rất rõ, giọng chị hay quá. Vâng, em có một cái câu hỏi như sau, tức là em... có mối tình thì em cũng đã chia tay được khoảng thời gian là được rồi, đến bây giờ là 4 tháng rồi. Thế nhưng mà có nghĩa là em vẫn còn kiểu cảm giác là em vẫn bị ám ảnh, em vẫn bị hay bị ám ảnh tại những cái hình ảnh ngày trước. Thì em cũng có áp dụng cái quy luật 7 năm đây là cũng trước thì em cũng nghĩ là em có buồn, em có tiêu cực, nhưng bây giờ em nghĩ lại thì là em chỉ gọi như là mình nghĩ lại cái sự việc ấy thôi, chứ mình không còn bị cái cảm giác tiêu cực nữa. Nhưng nghĩa là em cảm thấy cái thời gian nó quá bị lâu ấy, bởi vì yêu nhau mới được có 2 tháng. Thế nhưng bây giờ nghĩa là 4 tháng rồi, chia tay rồi, nhưng em vẫn bị cái cảm giác là nó cứ quay lại cái những cái hình ảnh đấy, nó cứ quay lại liên tục. Mà mình trước kia thì mình buồn, nhưng bây giờ mình không buồn nữa rồi. Nhưng bây giờ các chị là có giúp em mà chỉ cách làm sao để cho nghĩa là những cái hình ảnh ấy nó không quay về nữa và em không còn bị ám ảnh nữa được không? Oh, câu hỏi rất là hay. Mời Thảo chia sẻ. Rồi, mình có câu hỏi cho Kiều Anh ha. Là những hình ảnh mà quay về đó là những hình ảnh tốt đẹp của hai người đúng không? Hình ảnh hai người vui vẻ với nhau đúng không? Thì đúng rồi, mỗi lần đó mà mình chia tay với người kia, người kia chia tay mình, là mình sẽ cứ suy nghĩ về những cái sự kiện tốt đẹp. Mình sẽ suy nghĩ lại là ôi người kia tốt đẹp như thế nào, người kia hợp với mình như thế nào, mình đã từng có những kỷ niệm đẹp như thế nào, mình đã ôm nhau ở đâu, mình đã ăn kem ngon như thế nào. Và những cái nỗi đau đó mình cứ suy nghĩ lại, và mình vẽ ra một cái bức tranh tươi đẹp ơi là tươi đẹp, là rằng nó đáng lẽ nó đẹp như thế nếu như mà mình không làm như thế này, nếu như mà mình làm như thế kia thì cái bức tranh tươi đẹp đó nó vẫn còn. Nhưng không phải bạn ơi, cái sự thực thì cái bức tranh đó nó không đẹp như thế, mà cái não của mình nó tự nghĩ, nó tự vẽ ra điều đó thôi. Nên là nếu bây giờ á, bình thường á, bây giờ bạn ghi xuống điều biết ơn là điều biết ơn về tất cả mọi thứ ha. Nhưng về cái anh này thì bạn ghi xuống là những điểm gì ở anh này mà không hợp với bạn, mà bạn không nên tiến tới với anh này. Những điểm gì ở anh này mà cái việc chia tay này là rất là hợp lý.
Bạn phải ghi xuống à, nhất định bạn phải ghi xuống để cho cái não của bạn không nói với bạn rằng anh ấy tốt đẹp như thế nào, anh ấy hợp với bạn như thế nào, anh ấy hai người đã vui vẻ như thế nào, mà thay vào đó bây giờ bạn ghi xuống những điều gì không hợp với nhau này, những điều gì mà việc chia tay này là có lợi cho hai người này. Bởi vì bạn cứ nghĩ rằng là bây giờ anh ấy là người tốt nhất rồi, bạn không bao giờ tìm được ai tốt hơn, hợp hơn nữa đâu, nhưng không phải. Bên trên thế giới này 7 tỷ người, bạn sẽ gặp những người còn tốt đẹp hơn. Không phải, không hẳn là tốt đẹp hơn nha, nhưng mà cái người người tốt đẹp hay không còn phụ thuộc vào bạn nữa. Nhưng mà bạn sẽ gặp người hợp với bạn hơn là người bây giờ, bởi vì người bây giờ đã chứng minh cho bạn rằng hai người không hợp nhau và hai người cần phải chia ly đó. Và bạn nhìn còn rất là trẻ ha. Thì nếu bây giờ bạn bạn nghĩ đi, nếu bây giờ bạn vẫn còn ở với anh Na này và có may mắn được ở với anh Na này tới cuối đời đi, thì cũng là một thiệt thòi mà. Tự nhiên cuộc đời này được được làm quen với mỗi anh A à. Chán không? Chán quá, tự nhiên bao nhiêu là anh ngoài kia, thế là cuộc đời này dính luôn vào anh A rồi. Bây giờ mình nghĩ đi, bây giờ mình bị chia tay anh A rồi, vài bữa mình quen anh B, mình quen anh C, mình gặp nhiều anh hơn nữa, mình sẽ học hỏi được nhiều điều hay hơn nữa. Mình, và cái sự chia tay này thì không phải là nó là một cái cú, gọi là một cú, cú không biết cú gì nữa, gọi là một cú đá đi, để cho mình trưởng thành. Và bởi vì nếu như mà mình mãi ở trong anh này á, trong mối quan hệ với anh này, có lẽ là bạn có thể bạn sẽ không ngồi trong lớp 21 ngày ngày này đâu, hoặc có thể bạn không tìm đến chị Biên đâu, và bạn sẽ không thay đổi mình, bạn sẽ không tốt đẹp lên, và bạn cứ mãi làm một cái phiên bản ngày xưa thôi. Nên là cái việc anh này ra đi là một cơ hội để cho bạn phát triển lên rất là nhiều. Thì đó là những ý mình cho bạn ha. Vâng, đúng rồi. Và nhờ cái sự việc đấy mà em thấy bây giờ em thay đổi hơn trước. Em khác xưa rất là nhiều. Em cũng cảm nhận được cái điều đấy. Thế cho nên là lúc đầu ấy, một chia tay thì em cũng kiểu tỏ ra oán hận. Bởi vì là anh không nói một lời nào cả, mà tự động im lặng luôn. Thế thì em không nói năng gì cả. Thế lúc đó em cũng cảm thấy giận. Thế nhưng mà được khoảng tầm hơn một tháng, khi mà em theo học lòng biết ơn của chị Bình, thì lúc đấy em biết những điều biết ơn ấy, thì em cảm nhận được và em nghĩ là ừ, anh cũng vì nhờ có sự việc này mà bây giờ mình được thay đổi. Em nghĩ như thế. Thế nên là khi mà cảm thấy không còn cảm thấy oán giận nữa thì bây giờ là hay, lại hay bị cái ám ảnh. Lúc đầu là ám ảnh, quay trở lại là vì mình hay nghĩ đến những cái tiêu cực, nhưng bây giờ không tiêu cực nữa thì mình lại cứ bị ám ảnh những sự việc đấy thôi. Vâng, em cảm ơn nhé. Ừ, vậy thì bây giờ bạn về bạn nhớ phải ghi xuống nha, là những điều gì mà hai bạn không nên ở với nhau, những điều gì ở anh ấy mà không hợp với bạn, không hợp với cuộc sống của bạn. Và lúc nãy bạn có nói là oán hận vì anh chia tay mà im lặng á. Thì đúng rồi, không lẽ bây giờ bạn muốn anh chia tay, anh quay lại anh nói là thôi mình chia tay đi, thì hai điều đó nó cũng đau như nhau. Mà ví dụ ấy, người đàn ông ấy, người ta lại còn phải đưa ra những cái sự nói dối, những cái lý do hợp lý để anh ta chia tay mình. Và những lý do đó mình sẽ ghi vào đầu, à đúng như vậy rồi, tại mình, tại vì như thế. Mặc dù nó không phải là như thế, nhưng mà anh ta tìm ra những lý do đó để anh ta nói cho dễ, dễ ra đi á. Thế là lại ghim thêm vài nỗi đau nữa. Thế có phải chết thêm không? Nên là không sao, anh im lặng cũng không sao cả. Ha? Vâng, em cảm ơn các chị. Thôi, cảm ơn Kiều Anh. Chị Tường Vi có ý kiến gì nữa không? Chị Tường Vi nói đúng quá chắc. Chị Tường Vi rất là thấu hiểu hay, nhưng mà im lặng nãy giờ. Không, câu chuyện của bạn cũng không có gì cả. Đôi khi người này đi thì người khác tới, mình phải tạo cơ hội cho nhiều người tới. Cái vấn đề quan trọng mọi người biết là gì không? Mình phải nâng cao giá trị của mình lên. Như cái chị, một chị trong đây nói, mình phải nâng cao, nâng cấp cái giá trị mình lên. Tự khác, ăn khác tự nhiên đến hút đến mình à. Yên tâm đi. Còn đi đâu để gặp trai, đi đâu để gặp trai đẹp đó? Đi phòng gym nè. Thay vì tập phòng gym thường, mình đừng có đi gym thường, mình đi Cali á. Đầy trai Ấn Độ tập yoga, mê lắm. Em, cái em thích ngắm trai đẹp, trai đẹp là em không thể nào em cưỡng lại được đó chị. Em ngồi thì đi đường là gặp trai đẹp là ngắm miết, thì đi đâu để nâng. Nhưng mà vấn đề quan trọng cốt lõi đây là gì? Là mình phải nâng cấp giá trị của mình lên.
mình nâng cấp không vừa vừa bên ngoài tối ưu vẻ bề ngoài như em nói với anh chị các chị ngày hôm qua, đó là mỗi ngày em đi làm là một bộ đồ không trùng trong vòng một tháng, nhưng mà tháng sau quay lại sẽ trùng nha. Đó, mình phải nâng cấp tối ưu. Hồi trước em không hề biết em mặc quần tây áo sơ mi đi làm, trời ơi chị ơi nhìn chán đời vô cùng. Em nhìn lại hình em hồi xưa em còn buồn ói lắm mà. Đó, xong rồi mình đầu tư cho mình về kiến thức, mình có kiến thức, mình có giá trị rồi của bản thân mình rồi, mình sẽ tự khắc, mình sẽ biết target của mình ở đâu, người đàn ông nào sẽ đến với mình, tự nhiên mình sẽ đặt ra những cái tiêu chuẩn riêng cho mình. Không phải ế đâu, chị không lo ế đâu, chị yên tâm đi, trên thế giới này 7 tỷ người thì có đến 3-4 tỷ người sẽ ế giống như mình, cô đơn y chang mình. Mình không phải lo, có hội có thuyền, không phải lo nha. À, em thảm chị, trời ơi hồi xưa em thảm thảm đặt kinh khủng luôn. Nhưng mà bây giờ khác rồi chị thấy không, 21 ngày chị để ý đi, không một ngày nào trùng một bộ đồ ngày nào. Kể cả trong bệnh viện em cũng phải lôi đồ nhà em lên. À, đúng rồi, im lặng rời đi là cách chia tay của người đàn ông mà. Họ không không, nói chung là họ có những cái lý do riêng của bản thân thôi, thì mình cứ coi như là người này đến thì sẽ có người khác đến với mình, nó chỉ đến đó với mình thôi, mình chấp nhận để cho nó đi và mình tiếp tục cuộc sống của mình. Cái vốn dĩ cái cuộc sống của mình nó đang vui rồi, mình có bạn bè, mình có buổi tối mình đi chơi cuối tuần với bạn bè, đi với người này người kia. Mình dành thời gian cho bản thân, đi tập yoga, đi bơi này nọ, rất là vui vẻ rồi. Việc có thêm một người đàn ông nữa, một người yêu nữa đi chung với mình là để cho cuộc sống của mình, cái đoạn đường phía trước của mình nó dài hơn thôi, cho nó vui hơn thôi. Còn nếu mà nó không vui thì thôi, mình dừng ở đó thôi, mình vẫn tiếp tục cuộc sống của mình mà, đúng không ạ? Dạ vâng, vậy nhá chị nhá, cố gắng đi tiếp hành trình 21 ngày rồi học thêm series 7 ngày trong tháng 8, chị sẽ cảm hơn được nhiều thứ hơn. Các chị ạ, series ở trong tháng 8 7 ngày thôi, các chị sẽ cảm nhận được nhiều thứ hơn nữa, nhiều giá trị hơn nữa, và mình mới cảm thấy bản thân mình trước giờ mình cứ nghĩ là mình như vậy, nhưng mà thực tế không phải vậy đâu. Mình cảm thấy mình may mắn khi được tham gia những lớp như vậy, những chương trình như vậy ha. Chúc chị có được cuộc sống ý nghĩa sau này, có gì thì mình inbox vào fanpage để phản hồi cho em biết thông tin với nhé. Dạ vâng. Dạ vâng, em mời câu hỏi tiếp theo ạ. Mình giơ tay đi. Em đọc tin nhắn. Hôm nay em không đeo kính, em về nhà mẹ em quên mang theo kính nên em không có đọc tin nhắn nó mở. Dạ vâng, em mời chị Minh Châu ạ. Tên hay quá. Em nghe cái tên này em nha. Mua xong. Dạ, dạ. Chào chị Minh Châu. Cho em nhận tín hiệu từ chị đi ạ. Alo, alo. Dạ, alo ạ. Hello, em nghe rõ rồi ạ. Thông báo ngoài ta. Dạ. Chị đừng có tắt mic chị ạ. Em mở mic cho mình đừng có tắt. Chị mở mic mình đi ạ. Lại rồi. Chị nói đi ạ. Rồi, chị có câu hỏi là hiện tại bây giờ chị đang ở trong mối quan hệ hẹn hò. Thì chị đang hay suy nghĩ về những cái điều mà ở cái người đàn ông đó họ không có đạt được cái tiêu chuẩn mà chị đề ra để mà mình sàng lọc á. Thì liệu cái việc mình cứ suy nghĩ về những cái điều đó có phải là mình đang suy nghĩ tiêu cực cho cái người đàn ông đó hay không? Câu hỏi của chị hết rồi. Hết rồi chị. Em đang chăm chú. Mời Thảo. Có nghĩa là chị chỉ muốn định nghĩa rõ ràng hơn về cái việc mà mình suy nghĩ tiêu cực. Rồi hay là cái là chị bị nhầm lẫn giữa là suy nghĩ tiêu cực với lại là mình đang sàng lọc về một người đàn ông á. Thì sao chị? Thì mình có nên giữ cái suy nghĩ là như là hiện tại thì bây giờ chị cứ hay cân đo đong đếm về những cái điều mà không được ở anh ấy. Thì liệu là chị có nên giữ cái suy nghĩ đó hoài hay không để mình sàng lọc không? Ngoài anh ấy ra mình còn những anh nào khác nữa không chị? Không có. Nghe anh ấy có bắt anh chị chia tay không? Không có luôn. Hiện tại bây giờ chị xác định là anh có rung động mạnh với chị và chị hẹn nhau hẹn hò được 6 tháng rồi thì anh muốn cuối năm nay cưới. Thì hiện tại chị đang cân nhắc về cái việc cuối năm nay cưới rất là nhiều luôn. Và chị lúc nào cũng đặt câu hỏi là liệu mình có cưới cái người này được hay không? Và có nghĩa là chị cân nhắc rồi cân đo đong đếm là mình có hòa hợp được với cái người này không á. Thì chị thấy là không biết là mình có đang suy nghĩ tiêu cực về cái người đàn ông này hay không.
Chị có yêu anh ấy không? Tình cảm hiện tại đây là một câu hỏi chị lúc nào cũng mang trong lòng là không biết chị có yêu anh ấy hay không, hay là chị đang ở cái trạng thái là bình an, không ngụy lụy về cái người này khi mà những gì anh ấy làm với chị thì chị vui thôi. Còn yêu anh thì chị chưa xác định được là chị có yêu anh hay không nữa đó. Đây là một cái vấn đề rất là lớn mà chị trăn trở. Vậy chị có muốn cưới anh không? Hiện tại bây giờ thì chị thấy chưa muốn cưới. Tại cưới. Vì cái thời gian này là quá ngắn, mới chỉ có 6 tháng thôi. Và chị cũng hiểu là anh cái cảm giác ở anh chưa có xây nên được cái cảm giác yêu á. Ừ. Anh đầu tư những gì cho mình rồi chị? Thì nhà ảnh cách nhà chị rất là xa, khoảng 30 cây, mà một tuần ảnh qua chỗ chị đi chơi khoảng 2-3 lần nè, rồi ảnh cho tiền đi spa, ảnh mua quà tặng, rồi ảnh dành rất là nhiều cái lời yêu thương cho chị, rồi tâm tư tình cảm của ảnh dành cũng nhiều nữa, rồi ảnh cũng có ảnh cũng giới thiệu chị ra mắt gia đình ảnh rồi, rồi lúc nào cũng muốn là gặp người này người kia trong gia đình của chị á. Nói chung là anh cũng chăm sóc yêu thương chị, cũng đạt cái mức là đạt đạt được cái chuẩn mà chị mong đợi. Vậy chị cần cái gì ở anh nữa không? Nếu mà nói ra những gì mà chị cần thực sự là chị cũng cần, nhưng mà chị hiểu là chị đang kỳ vọng hơi nhiều và chị đang muốn thay đổi bản thân, chị đang muốn thay đổi cái người đàn ông này là điều không nên, nên là chị đang học để mà mình không có kỳ vọng nữa và mình thăng bằng hơn, để mà mình nhìn nhận được cái người này có đúng cái đối tượng mà mình cần hay không. Anh ấy có điểm nào mà chị không hài lòng không? Chị cảm thấy là thời gian nó hơi ngắn mà bây giờ bàn tới chuyện kết hôn là nó quá sớm. Rồi với là chị chưa có hiểu nhiều về ảnh, rồi chị kiểu như là chị chưa có tin tưởng ảnh lắm. Vậy chị mình nói với anh ấy hiện tại thì gì thì em cần thêm thời gian, em chưa có sẵn sàng, em cần thêm thời gian thì mình tìm hiểu thêm để cho mình chắc chắn tình cảm của mình. Còn bây giờ yêu hay không chị còn chưa xác định được thì sao cưới chị yêu chưa xác định được sao mà cưới được, thì chị cứ nói với anh ấy là em cần thêm thời gian, em chưa có sẵn sàng, thì nếu mà được thì mình thêm tìm hiểu thêm, và chị muốn biết gì về anh á chị nên nói, đừng có im im. Đúng rồi, chị cũng nghĩ như vậy, nhưng mà do là anh phải đoán là... trời ơi sao mà đoán được, trời ngồi đoán không đoán được đâu, mình phải nói mình cần gì mình phải nói. Anh ơi em muốn cuối tuần mỗi tuần anh mua cho em một bông hoa tặng em, hay dẫn em đi chở em đi dạo, tặng một tuần mình gặp nhau một lần, hoặc là cuối tuần này em thấy bộ phim này hay nè, mình có thể đi để tăng tương tác, tăng kết nối với nhau. Thì lúc đó mình mới đánh giá được mức độ tình cảm dành cho nhau. Trong khi đó anh đầu tư cho bạn mà bạn cứ bật đèn đỏ hoài, bạn bận, bạn như này, bạn như kia, bạn cứ nghi ngờ bản thân, bắt đầu bạn suy diễn trong đầu, không biết anh ấy có thương mình hả không ta, rồi ở xe như vậy thì anh ấy có ai không ta, giờ này mình gọi không nghe máy, tại sao nhắn tin không chưa trả lời ta, rất là nguy hiểm. Tại vì khi mà chị cũng hay tham gia cái chương trình mà hỏi ngắn đáp nhanh á, thì cái tốt là có chị rất là hay tham gia luôn, mà chị cũng đặt câu hỏi nhiều nữa. Thì cái tốt giúp chị khẳng định là anh luôn bận mạnh với chị, và chị cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng mà khi mà quyết định chọn có nên chọn cái người đàn ông này hay không á, chị cứ hay suy nghĩ những điều tiêu cực, những cái gì mà không tốt ở ảnh. Thì chị không biết là mình có nên suy nghĩ như vậy để mình sàng lọc hay không, hay là nếu mà cứ nghĩ tốt hoài là mình sẽ không có sàng lọc được. Chị ơi, còn mà cứ dạ vâng chị cứ nói tiếp đi. Còn mà cứ suy nghĩ những cái gì ảnh chưa tốt đó, thì chị thấy mình tiêu cực quá, mình không có công bằng với ảnh, nên là chị không biết nên như thế nào á. Một là mình chấp nhận, hai là mình để thời gian dài thêm để mình tìm hiểu. Vốn dĩ là trên đời không có ai hoàn hảo cả, con người vẫn có những cái khuyết điểm riêng, của mỗi người đều có khuyết điểm riêng, bản thân mình cũng thế. Thì mình cố gắng vì nhau, cố gắng để thay đổi, để hợp cùng nhau dựa trên cái tôi của bản thân. Đôi khi cái tôi của bản thân mình cao quá, mình tranh cãi chỉ vì cái tôi, nó mất đi cái giá trị tình cảm, thật là phí. Thì dựa trên những cái điểm basic của mình có thể chấp nhận được, những cái điểm mà chị liệt kê ra ABCD gì đó, ảnh không tốt,
Và trong đó những cái điểm đó mình chấp nhận được những điểm nào và những điểm nào mình không chấp nhận được, mình nên nói chuyện với anh, anh ơi, anh hút thuốc nhiều, em không đồng ý anh hút thuốc như vậy, sau này em sẽ bị như bệnh hay là sao đó. Mình nên trao đổi thẳng thắn với anh để anh có sự nhìn nhận và anh thay đổi. Đôi khi anh cũng hỏi chị là tại sao chị không đồng ý cưới. Chị cũng nói là em cảm thấy là thời gian mình quen nhau rất là ngắn, em muốn tìm hiểu thêm để coi mình có hợp nhau hay không. Thì anh cũng hỏi là bây giờ chị thấy điều gì mà ở anh mà chị chưa hài lòng thì chị nói để anh thay đổi. Nhưng mà chị thấy là bây giờ nói ra, anh bây giờ thời điểm này anh là anh sẽ cố gắng thay đổi vì chị, nhưng mà để mà cưới được chị thôi, chứ không thật sự là anh thay đổi điều đó lâu dài. Cho nên là chị cũng không muốn nói, mà chị chỉ muốn theo dõi coi là anh có đủ điểm tốt để mà chị bỏ qua những cái điểm chưa tốt của anh hay không, chứ chị cũng không có muốn nói ra những cái nhận định của chị về anh đó. Thì nếu mà chị chấp nhận được thì chị tiếp tục, còn không thì mình cứ nói anh là 2-3 năm nữa, hoặc mình chỉ dừng lại ở mức độ này thôi. Mình nên coi lại mối quan hệ này của mình dựa trên cái đánh giá bản thân của chính bản thân mình. Bản thân chị phải hiểu chính mình trước, còn bọn em chỉ đưa ra cái hướng cho chị đi thôi. Việc còn lại là chị Hằng chị nói chuyện với anh nha chị nhá. Nếu mà có cái gì cập nhật mới, chị inbox vào fanpage em sẽ hỗ trợ ha. Chị cảm ơn Vy. Vâng, mình chọn là chọn cả đời nên mình phải chọn cho kỹ, chọn người, chọn cha cho con của mình. Mẹ em luôn nó nói đừng có lấy chồng mà hãy chọn cha cho con của mình. Nhá. Dạ vâng. Chị cảm ơn nha. Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Châu. Cho em ít phút quảng cáo ạ. Nãy giờ đầu giờ em đã cập nhật chương trình rồi, bây giờ xin cho phép em lại một lần nữa, xin phép cô Thảo cho em được cập nhật lại chương trình một lần nữa. Hiện tại chương trình của mình tháng 9 đó là gala và mini bootcamp tháng 9 như mọi người đã biết rồi ha. Sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 9 và ngày 18 tháng 9. Hiện tại đang cần tuyển thêm trợ giảng. Thì điều kiện để được làm trợ giảng trong chương trình này đó là các chị phải có đăng ký chương trình gala và mini bootcamp. Cái thứ hai là đã theo dõi chị Min với đội nhóm thật lâu rồi. Thứ ba là có những thay đổi tích cực. Ngoài ra em cần chị nào mà có thể sắp xếp được cho em tư vấn và ghi hình trực tiếp. Hai chị thôi. Hai chị hoặc ba chị hoặc bốn chị cũng được. Bốn chị đi. Bốn chị thì bốn chị này cho em, nếu mà sắp xếp được thì cho em inbox vào fanpage. Chị cần phỏng vấn thì em sẽ hỗ trợ phỏng vấn cho mình, đặt câu hỏi cho mình. Thì cái phỏng vấn này thì cũng cần những chị cũng theo dõi team coach lâu rồi, đi theo cùng đội nhóm lâu rồi và có những thay đổi nhất định. Ngoài ra chương trình series 21 ngày, chỉ còn 7 ngày nữa thôi là đã kết thúc rồi. Thì qua tháng 8 em có chương trình series 7 ngày phiên bản người phụ nữ bình an, hạnh phúc bình an, do team Master Coach Bình Thường mở ra, nhưng mà ý tưởng là của anh Vũ Lê. Thì chương trình này hoàn toàn là phí tùy tâm, lúc đầu như thông báo ban đầu là phí tùy tâm, tuy nhiên tối thiểu của nó là 200.000. Thì anh chị nào muốn tham dự thì vui lòng inbox vào fanpage để em làm cái lịch đăng ký, giới hạn lần đăng ký cho mình nhé. Inbox vào fanpage để em ghi nhận thông tin cho mình ha. Chị Ngọc Anh ạ, chị inbox vào fanpage để em hỗ trợ nhé. Mọi người cứ inbox vào fanpage, em trả lời trực tiếp trên fanpage ha, cho mình ha. Rồi, ngoài ra tháng 9 là chương trình gala và mini bootcamp. Em hy vọng là được gặp mọi người trong đó. Hôm đó mọi người, những thiên sứ áo trắng, mình sẽ gặp nhau và cùng trao cho nhau những cái ôm, những cái hôn thật thắm thiết mọi người nhé. Em hy vọng là rất là hy vọng đến trông chờ đến tháng 9 được gặp mọi người. Tiếp theo là phần đặt câu hỏi. Xong phần quảng cáo rồi ạ. Phần đặt câu hỏi ạ. Câu hỏi tiếp theo à? Mình giơ tay đi ạ. Chị lại hỏi tiếp, tại vì chị không thấy ai hỏi mà chị có nhiều thắc mắc quá. Nên là chị hỏi. Chị nghĩ là ở trong cái nhóm này chị sẽ lớn hơn một số người khá là nhiều đó. Nhưng mà vì chị sao ta, chị không có trải nghiệm về cái chuyện tình cảm nhiều, cho nên là bây giờ chị mới cảm thấy là mình bối rối. Không sao chị. Nên là giờ chị phải học hỏi mấy bạn trẻ. Dạ, mình học hỏi với nhau. Chính xác. Thì chị thấy là chị, tức là chị, vì chị là một con người khá là thẳng, nếu mà nói là cái tính cách của mình nó hơi có cái tính nam ở trong đó đây, gọi là một người mạnh mẽ và độc lập à đó, thì cho nên là thường bạn chị thỉnh thoảng cũng hay nhận xét chị là một người nhìn cũng hơi cứng, tức là
có vẻ nguyên tắc hay sao không biết, thì nó lại hơi cứng. Thì chị muốn là mình thay đổi, tại vì khi nói chuyện thì biết là mình hơi cứng, tại vì giờ có nhiều bạn rất là mềm dẻo, thì chị muốn là chị thay đổi nó có thể là nó, để cho nó mềm dẻo hơn, nó mềm mại hơn, kiểu vậy. Cái thứ nhất. Một cái thứ hai nữa là vì cái tính mình nó khá là thẳng tính, kiểu giống như là thực ra thì nói thẳng không phải là thẳng một cách rụt ngựa đâu, nhưng mà đều có những cái mình không có thích thì mình mặc dù mình không có nói thẳng ra, nhưng mà khó chịu trong bụng á, là ví dụ hoặc là ví dụ mình không có thích cái anh nào đó là không có lọt cho tới vòng gửi xe đâu, kiểu vậy á, thì cuối cùng là mình cứ ế hoài luôn vậy. Thì chị muốn hỏi là chị thấy có những bạn rất hay, có nghĩa rằng là nếu mà không có thích cái người nào đó, một cái người đàn ông mà họ thích mình nhưng mà mình không có thích á, thì các bạn ấy vẫn nói chuyện rồi các kiểu là làm cho cái anh đó cứ chạy theo hoài luôn vậy đó, mặc dù người đó không có thích, bạn đó không có thích, nhưng mà chị thì chị không có làm được như vậy. Cho nên hả, mà chị không có thích là tự nhiên cái mặt chị nó không có thích, thì nghĩa là chị từ chối, hầu như là chị lười biếng tiếp xúc, chị lười biếng nói chuyện luôn á. Thì có hai cái chị muốn thay đổi. Thứ nhất là chị muốn là chị trở nên mềm dẻo, mềm mại hơn. Cái thứ hai là chị muốn là chị cũng kiểu giống như lay điện xíu chứ. Sao mà không thích lại cứ là không thích hoài sao được. Đó. Thì nhiều khi có thể là ban đầu mình không thích, nhưng mà biết đâu người ta ấy biết thì người ta sẽ, mình sẽ động lòng. Nhưng mà cái kiểu chị nhiều khi đàn ông á, nếu mà người nào mà không có biết thì nhận xét nhỏ nó hơi chảnh. Nhưng mà thực ra chị không có chảnh gì hết á. À đó. Hết chưa chị? Hết rồi đó em. Ừ, nói chuyện với chị vui quá. Em ngồi em rất là tập trung, em đang chờ mọi người nói hết. Chị ạ, như em trao đổi, mình cần thời gian để mình thay đổi, mình thực hành để mình thay đổi. Chị cứ như là chính chị đừng có là bản sao của ai cả, chị hãy là chính mình. Mình cứ thay đổi theo những cách mà tốt nhất mình có thể đạt được thôi. Chứ mình thấy người ta như này rồi mình lại so sánh mình với người khác. Sự so sánh luôn luôn gặp khiến chị ạ. Nhá. Mình so sánh luôn luôn gặp khiếm. Mình cũng có những cái giá trị riêng của mình nâng cấp giá trị của mình đi, nâng cấp kiến thức là quan trọng nhất. Mình cho một cái kiến thức và những cái đó không ai lấy được của mình, mà mình có thể chia sẻ được những đời con đời cháu của mình, hoặc là những đồng nghiệp nào mà có sự thân thiết với mình chia sẻ với họ được. Đó. Còn cái vấn đề làm sao để mềm dẻo thì mình phải thay đổi, như em nói chị đó, tập cười mỗi ngày. Em cũng tập cười sải qua hàm luôn, phải đi nhổ răng luôn, tập cười đến nỗi mà răng khôn nó nhức luôn, phải đi nhổ. Mình hay bị làm, tức là vì cái ở đây cái sự mềm dẻo á, cái sự cứng á, nó còn thể hiện ở mình là một cái người khá là nguyên tắc á em. Tức là cái chuẩn của mình đôi khi mình, ví dụ như nếu mà em đã từng làm cho một cái công ty mà họ nguyên tắc họ khó, ví dụ như công ty đó, thì khi mà em đi làm cho một cái công ty mà nó cái gọi là cái sự mà chuẩn chỉnh nó ít hơn á, thì thường như chị á, là ban đầu chị cũng rất là khó chịu. Chị hơi khó chịu là bởi vì cái standard của cái hai cái nó hơi khác nhau, và mình thường đòi hỏi cái công ty sau này nó phải standard giống như là nó chuẩn chỉnh giống như mà mình đã làm vậy đó. Thì thật ra là ban đầu mình mới tiếp xúc thì mình cảm thấy rất là khó chịu, nhưng mà dần dần thì nó cũng quen. Tuy nhiên là kiểu như vậy thì nó cũng là một cái dạng là hơi bị cứng em. Thì chị cũng đang muốn thay đổi xíu chứ, tại nhiều khi mình áp cái cao quá thì người khác không có theo được, thì người ta sẽ quay lại người ta nói mình là người khó tính hoặc là người khó chịu, em biết không? Tại vì trong công việc đó, cái standards của người ta đề ra mình phải theo, nó là KPI của mình mà. Không phải, cái standard ở đây ý chị nói là nó không phải cái standard mà chị muốn nói tới, là kiểu giống như là cùng một cái vấn đề như vậy, nhưng mà cái cách xử lý hay là cái cách trao đổi hay là những cái email nó thể hiện, ví dụ như trong công việc thì nó sẽ thể hiện cái tính chuyên nghiệp hơn là vậy. Ví dụ như nếu mà cái bên kia thì người ta sẽ, ví dụ chị viết được vụ đơn giản vậy, ví dụ tụi em không, chắc là có mấy bạn đi làm thì biết, ví dụ nếu mà mình làm một cái công ty ấy thì cái từ cái cách viết mail của mình cho tới cái phong chữ, cho tới cái chữ cái ký trong cái mail là nó theo một phong đi chẳng hạn đấy. Thì ví dụ nếu mà mình làm nó quen như vậy rồi, nhưng ví dụ như tụi em mình qua một cái công ty khác thì cái sự chuẩn chỉnh đó nó không vậy,
nhiều khi các bạn ấy sẽ để 2-3 phong trong một cái email chẳng hạn, hoặc là bạn đánh một cái văn bản mà bạn dùng 2-3 phong đi chẳng hạn, mà mình hiểu cái chuyện khi nói là nó không có ổn lắm thì mình sẽ, ví dụ mình sẽ yêu cầu là các bạn ấy sẽ chỉnh sửa lại, đúng không, ví dụ là vậy á. Thì người ta nhiều khi người ta nghĩ mình là khó chịu và cái đó cũng cho rằng là mình cứng tính đó em, nghĩ là mình hơi hơi bị cứng á, kiểu vậy đó. Đó thì... cái cứng là kiểu vậy đó. Thì đôi lúc chỉ có ý tốt, nhưng mà cái cách mình phải xem lại cái cách mình truyền tải thông điệp của mình đối với người ta. Không thì ví dụ nó ví dụ nếu là nhân viên của chị thì chị nói là không được để như vậy. Thì ví dụ nếu là nhân viên thì chị sẽ yêu cầu là các bạn nên viết một cái, chị không có nói nặng đâu, chị chỉ nói là ví dụ chị yêu cầu các bạn là phải viết cái email hay gì đó là theo một cái form chẳng hạn như vậy. Còn em thử nói như vậy, chị thấy có được hợp lý không nhá? Nếu như mà góp ý về phần viết email của nhân viên của mình á, thì em thử em làm vậy chị xem sao ha. Cái email của em viết thì cũng hay đó, cũng được đó, tuy nhiên cái phông chữ chị chưa thấy nó đồng nhất lắm. Nếu mà được đó, em thử xem cái phông chữ của chị làm thử như vậy này, em thấy nó có hợp lý hay nó có đúng hay không, hay là em học gì hay không. Thì nếu mà được đó, em dùng theo kiểu này của chị đi, chị thấy nó cũng hay đó, em thử xem sao. Thì cái cách của em là đúng là cái cách của em làm nó giống như là em truyền tải của một người đồng nghiệp, còn như chị thì nhiều khi là chị nói với lính đó, đôi khi thì nó cũng nó như cái cách tổn đó. Hiểu, hiểu hiểu đúng rồi thì cái cách của em nó sẽ là dễ thương đó. Mặc dù cái cách của chị thì chị lại sẽ không lại được đó, nó chỉ đơn giản như vậy thôi chị. Mình hãy nhẹ nhàng, mình đơn giản hóa cái lăng kính của mình. Trước giờ mình nhìn mọi thứ nó màu đen tối tăm lắm, bây giờ mình thay đổi nó đi, mình nhìn qua nhiều màu. Cái vấn đề ở chỗ là mình muốn thay đổi em, nhưng mà đôi khi cái bản thân mình cũng không có biết là mình phải làm sao để mình thay đổi được cái chuyện đó. Mình đang đi lòng vòng lẩn quẩn đó. Mình muốn nhưng mà mình cứ muốn nhanh, ai cũng vậy, cũng muốn mình thay đổi nhanh, nhưng mà thực hành thì không làm cái gì cũng vậy. Mình luôn luôn mình không muốn tập đi, mà mình từ khi sinh ra mình phải bò mới tập đi, đúng không? Mình không thèm bò, muốn tập đi, ai cũng vậy, muốn mì ăn liền. Nhưng mà những cái gì mà mì ăn liền như vậy thì nó sẽ không có kết quả tốt. Nó cần phải thời gian để chị thẩm thấu, cần thời gian để mình thay đổi, cần rất nhiều sự hỗ trợ từ bản thân. Thì chị cứ như em nói, chị cứ theo hết hành trình 21 ngày này, 8 ngày trong tháng 8 và hành trình lòng biết ơn của chị Bình, nếu chị có thời gian. Rồi để thay đổi dần dần. Chứ còn bây giờ cứ nói tới bản thân mình chưa thay đổi mà, thì mình thay đổi cái gì xung quanh đâu. Không hề thay đổi được. Tại vì cái năng lượng từ trường của mình nó phát ra cho những người xung quanh, nó cũng sẽ gây khó chịu. Tại vì vấn đề bây giờ nhá, thứ nhất cơ mặt của chị vẫn chưa thay đổi. Người ta cô rất là khó gần, rất là khó chịu. Tại vì vốn dĩ mình nó thể hiện trên mọi cảm xúc, mọi xúc cảm của mình nó thể hiện trên khuôn mặt của mình. Đúng không? Cái thứ hai nữa là cái hành xử mình đưa ra hàng ngày á, đôi khi chị hành xử, chị đứng ở cương vị của chị hành xử cực tốt rồi, nhưng mà tuy nhiên đôi khi nó sẽ gây tổn thương cho một số người cấp dưới mà mình không hiểu, mình không biết, mình cứ nghĩ cái đó ta đang muốn tốt cho mày đó mà mày còn nói ra như này như kia. Không có nha. Thì mình cần thời gian để thay đổi. Nếu mà chị cần hỗ trợ thì mình chỉ cứ nhắn vào inbox và fanpage, em sẽ hỗ trợ em sẽ hỗ trợ chị ha. Ok ha. Em. Cố gắng nha, hết tuần này xem sao nha, nguyên tuần sau xem sao ha. Rồi mình ok nhắn. Em. Rồi mời chị Thảo có chia sẻ gì không ạ? Em xin lỗi, hôm nay ngày của Thảo mà em cướp diễn đàn nãy giờ. Có đâu, chị Vi ngày nào cũng ở trong diễn đàn mà. Không có chị Vi thì làm gì có diễn đàn này. Nên chị Vi phải được nói chứ. Hãy chia sẻ đi em, và chia sẻ thêm với chị Xuân không ạ? Thì về việc công việc lúc nãy chị Vi tư vấn rất là hay rồi. Còn cái việc mà chị lúc nãy chị Xuân còn nói là các bạn nữ khác á, nhiều khi không thích các anh nhưng mà vẫn làm sao mà để khéo để các anh vẫn còn theo đuổi ấy, thì không phải đâu. Các bạn nữ thực ra cũng có thích các anh đó, cũng có những suy nghĩ tốt đẹp về các anh đó nên là người ta mới cảm nhận được. Còn bên chị là chị nghĩ luôn người ta không, chị nghĩ điều khác về cái người con trai kia rồi, nên là người ta cảm nhận thông qua cái trái tim là người ta thấy nên người ta không dám theo chị nữa thôi. Còn các bạn nữ bên kia cũng có điều mà các bạn thích ở mấy anh kia, chứ không phải là các bạn nữ không thích đâu. Đó là một điều em giải thích cho chị hiểu về các bạn nữ khác thôi ha. Cảm ơn chia sẻ của Thảo. Mình giơ tay giùm em được không ạ? Nãy có một chị nào SK gì đó. Chị nào mình giơ tay, mọi giơ tay nói chuyện tương tác với em đi ạ. Em đọc chữ
Tường Vi có thể giới thiệu nội dung hai ngày 17 và 18 tháng 9 được không ạ? Chương trình ngày 17 là chương trình trong tháng 9, đó là chương trình offline lần đầu tiên của Team Master Coach Biên Trương. Chương trình này các anh chị sẽ được gặp mặt trực tiếp chị Biên nè, gặp mặt trực tiếp em nè, những anh chị trong nhóm Team Coach hỗ trợ các anh chị bữa giờ luôn mình được gặp nè, ngoài ra được ôm nè, nếu mà có điều kiện ôm nhẹ thôi nha, ôm mạnh quá là ngộp thở đấy. Đó, thì ngày gala đó thì anh chị sẽ được có sự tham gia của một số khách mời, ví dụ như MC Huy Cường nè, anh Quốc Khánh nè, anh Đào Trung Thành nè. Ngày đó thì chị Biên sẽ ký sách, mọi người đem tham dự nhớ mang theo cuốn sách Tất Tần Tật Về Hẹn Hò nha, thì chị Biên sẽ ký tặng mọi người có chữ ký chị Biên trên đó, và ngày giao lưu và gặp gỡ chị Biên cũng như chị Master Coach Biên Trường được ăn trưa luôn. Giá vé hiện tại của 17 tháng 9 đó là 1 triệu đồng. Ngoài ra chương trình ngày 18 tháng 9 nó là mini bootcamp, nó khác gì với từ bootcamp, thì từ bootcamp là chương trình 2 đến 3 ngày, có khi là kéo dài đến 5 ngày, từ 2 đến 5 ngày. Tuy nhiên mini bootcamp là nó chỉ gói gọn trong vòng 1 ngày thôi, đó là ngày 18 tháng 9. Thì ngày 18 tháng 9 này các anh chị lại gặp được chị Biên luôn, được gặp gỡ chị Master Coach Biên Trương luôn. Tuy nhiên thì mình có những chương trình mini game để hỗ trợ mọi người đưa cảm xúc mọi người lên và biết nhìn nhận mình đang ở đâu và mình muốn cái gì, mình sống ở điểm hiện thời điểm hiện tại này mình đang cần cái gì, mình đã bình an, mình đã thăng bằng hay chưa. Cái quan trọng nhất là có cái câu bình an đóa hoa của tri thức. Tại sao gọi là bình an đóa hoa của tri thức thì sẽ được diễn giải vào ngày hôm đó. Mọi thứ trong đời mình nhìn nhận mình sống bình an nó sẽ dễ dàng hơn, thì mọi người sẽ biết bình an và sống như thế nào, mọi khó khăn của mình trong cuộc sống sẽ giải quyết như thế nào, tương lai của mình nếu mà muốn phát triển thì sẽ phát triển làm sao. Đó là chương trình của ngày 17 và ngày 18 tháng 9. Nếu cần hỗ trợ thêm thì mọi người inbox vào fanpage nhé. Fanpage nó nằm trên link trên đầu em nè. Nha. Có anh chị nào đặt thêm câu hỏi không ạ? Có một câu hỏi của bạn Nhi. Từ nhỏ đến lớn. Có bạn F3 Kim Thanh à? Em mở mic cho mình. Bạn nói đi bạn ơi. Bạn mở mic nói đi. Ok, chào bạn. Dạ, em chào chị Vy và mọi người. Chào Kim Thanh. Dạ, em muốn hỏi là ví dụ như là phụ nữ á, con gái mà ví dụ mà không biết nhậu thì có làm giảm sức hút không chị? Tại vì xung quanh em á, em thấy đa số bạn bè em á, những người đều biết cách giao tiếp nè, hơi hơi biết uống một chút, nhưng mà hình như bản thân em á là kiểu như là giao tiếp hơi kém, với lại em không có biết uống. Tại vì từ nhỏ đến giờ là em hơi bị dị ứng với cồn á, em chỉ cần uống một hai ngụm bia nhỏ thôi là bắt đầu là mặt đã đỏ lên rồi, cảm giác hơi khó thở nữa. Nhưng mà thấy xung quanh mình những người bạn của mình á thì ai cũng biết cách giao tiếp, cũng biết uống một tí á, cho nên là đôi khi mình cũng cảm thấy hơi lạc quẻ thì đó. Nhưng mà kiểu như em muốn hỏi là ví dụ như là chung với bạn thân hay là những người mà em quen biết đó thì em là người cũng được nhận xét là hài hước, thì tính cách cũng hơi sôi động á, nhưng mà đối với người ngoài mà mới gặp á, như là em rất là ban đầu em rất là ngại giao tiếp cái kiểu im im á, mà mình không có cố tình lạnh lùng mà mình làm cho người ta có cái cảm giác là nghĩ mình hơi lạnh lùng á, thì chị cho em hỏi là cái đó có phải là biểu hiện của một người mà giao tiếp kém không? Mặc dù là khi mà ai đó mà tiếp xúc, họ tiếp xúc lần đầu tiên với em thì họ có cái nhận xét cái ưu điểm là giống như là em cho người ta cái cảm giác giống như là nữ tính nhiều và giống như là nhìn vô người ta có cảm giác là cần được bảo vệ ấy. Nhưng mà em cũng nghe một số ý kiến từ bạn bè em nói là nhìn em ngoan quá, thì em hỏi ví dụ là ngoan quá thì nó sao ta, nó có giảm đi sức hút không chị? Tại vì em thấy bạn bè xung quanh em á giao tiếp rất là tốt, thật chưa là so với bạn bè em là cái người kiểu thuộc dạng như là trầm tính, ít nói và nhút nhát nhất đó chị. Dạ.
Rồi, em nhút nhát đúng không? Dạ vâng. Em nhút nhát mà em đặt câu hỏi về em đâu có nhút nhát đâu. Tùy á chị, tùy môi trường à. Thì bao giờ à, 60 mấy người mà em còn đặt câu hỏi như vậy em đâu có nhút nhát. Rồi câu hỏi tiếp theo của em là gì, em lặp lại chị đi quên rồi. Ví dụ như là với những người mà em thân á, thì và đồng nghiệp nào và đặc biệt nữ giới với nhau á, thì em cũng sôi động, cũng hài hước, cũng điên điên khùng khùng á, nhưng mà khi mà những người mà mới lần đầu gặp á, và đặc biệt là người khác giới á, em không có cố tình nha, nhưng mà như nhát quá, như là không có biết nói gì á, im 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 mà tạo cho người ta cái cảm giác là mình lạnh lùng, mà thật ra là mình không có như vậy. Thì chị cho em hỏi là cái đó có phải là biểu hiện của một người giao tiếp kém không chị? Có Thảo suy nghĩ sao về vấn đề này? Thì bạn Kim Thanh ha, bạn bạn hỏi những điều đó có phải là biểu hiện, có phải là biểu hiện của người giao tiếp kém hay không? Thì đối với bạn như thế nào là giao tiếp kém? Bởi vì tùy từng tình huống mà ta có cách giao tiếp khác nhau. Trong tình huống của bạn thì bạn nói về các bạn nam kia đi, thì nếu như mà mới ban đầu mình ngại mình không nói thì cũng đâu có gì đâu, nếu mà sợ người ta nghĩ mình khó tính thì mình cười thôi, mình cười mỉm, chịu khó cười một xíu, và khi mà nói chuyện với người khác thì mình tôn trọng người ta và mình không tổn thương người ta là đã mừng lắm rồi, chứ đâu có đã bạn đâu cần phải là nói trên trời dưới đất, khéo ăn khéo nói rồi nói đủ thứ đâu. Vâng, nếu mà ai mà cũng nói được nhiều như vậy, theo ý của bạn là người giao tiếp tốt là người nói nhiều đúng không? Tại vì bạn nói ít mà. Thì nếu mà ai mà cũng nói như vậy thì ai nghe? Với cả mỗi người thì có một đặc điểm khác nhau, nên là không sao hết khi mà bạn nói ít ha. Tùy tùy người, có người nói nhiều, người nói ít không sao hết. Và còn cái chuyện uống rượu kia kìa, thì bạn nghĩ là không uống rượu được là không giao tiếp tốt thì cũng không hẳn ha, tại vì có nhiều bạn nữ uống được rượu, nhiều bạn nam uống được rượu, nhưng mà cũng có những rất nhiều bạn nữ và rất nhiều bạn nam không uống các chất cồn được luôn, nên là bạn không phải lo ha. Và mình chính bản thân mình biết rất là nhiều người đàn ông không có uống chất kích thích và không có uống cồn đó, không uống rượu, không và cũng không có hút thuốc lá luôn, và người ta là như thế, không phải là người ta cố tình mà người ta cũng không thể uống được giống như mình đó. Nên là bạn không cần phải lo lắng ha, mỗi người mỗi kiểu thôi. Không cần phải vạch lá tìm sâu vậy đâu. Tại vì có đôi lúc em cảm giác giống như là mình bị sao ta, mình bị cô lập đó chị. Vậy là cái đó không phải là, cái đó là do cảm giác của mình nghĩ như vậy, chứ không phải là mọi người đối xử với mình như vậy, đúng không ạ? Thì đó là bạn cứ lo lắng quá là tại vì bạn đang nghĩ là giao tiếp tốt thì là như vậy, còn giao tiếp kém thì là ít nói. Nhưng mà không phải rất nhiều người ít nói, nhưng mà chỉ cần mình không tổn thương người khác, mình vẫn tôn trọng người ta, thì có những người rất là người ta nói ít nhưng mà đôi khi người ta chỉ nói về những vấn đề cần thiết thôi. Có những người như vậy. Còn có những người thì thích nói nhiều thì cũng đâu có sao đâu, thích nói nhiều cho nó vui. Còn nói ít thì nhiều khi lâu lâu có chuyện gì cần thiết thì mình nói cũng được. Thì mỗi người mỗi kiểu thôi bạn ơi. Không sao, không cần phải lo lắng. Em hiểu rồi, em Bạn chỉ cảm cần bây giờ cứ thực ra bạn đang là đi theo hướng tốt đẹp mà đang học hỏi thêm kiến thức thì cứ từ từ đi. Nhưng mà đâu có không cần là phải cứ nói nhiều như như các bạn khác thì mới là giao tiếp tốt ha. cảm ơn ạ. Rồi em mời chị Vi tư vấn thêm cho bạn. Gặp bạn Kim Thanh nghe dễ thương quá à. Nghe muốn nghe hòa luôn á. Thì Thảo chia sẻ rồi đó. Thì bạn cứ như vậy bạn tiếp tục. Tuy nhiên thì ít nói hay là sao á, không phải là đâu. Bạn gặp Vi ngoài đời thì mới lần đầu Vi cũng ít nói lắm. Mà khi mà quen thân mới thấy độ nhây của bản thân nó như thế nào. Nha, không có gì đâu. Đó là vốn dĩ bình thường thôi mà. Còn người ta nghĩ sao, người ta như nào kệ họ, họ nghĩ đó là quyền của họ. Họ có quyền nghĩ, họ có quyền tiếp nhận mọi thứ. Còn người ta nghĩ sao đó chuyện của người ta, mình sống hãy là chính mình, đừng có là phiên bản của ai khác. Mình làm sao mình cảm thấy mình vui, mình làm sao mình cảm thấy mình
ổn với cuộc sống của mình, mọi thứ nó đừng có tác động tiêu cực quá đến với mình là được rồi. Còn việc người ta nghĩ sao đó là quyền của họ, họ có quyền họ nghĩ họ làm. À, bạn cần thêm thời gian đó, cứ từ từ trải nghiệm đời đi, đời nó có nhiều hay, còn việc uống bia uống rượu nó không có ảnh hưởng gì đâu. Bản thân vì uống rượu uống bia uống không được, chỉ uống một một nhấp vào người thôi là đỏ bừng bừng luôn giống như bạn vậy đó. Đó là cơ địa của mình và mình hiểu cơ địa của mình muốn gì. Nếu mà mình uống tiếp thì mình sẽ xảy ra gì, mình có muốn không? Không, không muốn điều xấu xảy ra thì thôi mình chỉ ngừng, mình chỉ uống được nhiêu đây thôi, hoặc mình chỉ uống được nước lọc hay nước ép thôi. Thì mọi người khi mà mình nói ra thì mọi người cũng vẫn hoan hỉ vui mừng với mình thôi. Ha? Còn câu chuyện thì mình cố gắng mình nói chuyện, mình học hỏi thêm, mình có kiến thức. Chẳng như người ta nói về xe, mình cũng biết chút xíu về xe nè. Người ta nói về gia đình, gia đạo gì mình cũng biết chút xíu nè. Nói chuyện về tình yêu, nói chung là họ nói chủ đề gì mình cũng biết một tí để mình bắt kịp họ. Đó là những kiến thức mà mình đi học, và những kiến thức mà cộng đồng xung quanh chia sẻ thêm cho mình để mình học hỏi. Đôi khi có những thứ mà từ các chị đặt câu hỏi tư vấn thì em cũng học hỏi từ anh chị rất là nhiều thứ. Nên mọi người, mình ở đây là mình trao cho nhau sự chia sẻ để học hỏi lẫn nhau nha. Dạ vâng, em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đúng rồi, chương trình cốt khóa 3, như anh Vũ chia sẻ, chương trình cốt khóa 3 vẫn đang trực tiếp mở ra để chào đón mọi người vào chương trình cốt khóa 3. Chương trình sẽ bắt đầu vào tháng 9, học lớp cốt mới khóa 3 sẽ học vào tháng 9, nên mọi người tranh thủ trong tháng 8, mình còn hơn một tháng nữa để mình đăng ký nha. Mọi người có thể inbox vào fanpage để em hỗ trợ về phần tư vấn luôn ha. Đi học cốt, đúng rồi, học vào cộng đồng cốt vui lắm mọi người ơi. Dạ vâng, nếu như không có câu hỏi gì thì mình hẹn nhau vào ngày mai với một chủ đề mới cho Cốt Vân Anh chia sẻ. Chúc mọi người ở Việt Nam ngủ ngon, chúc các anh chị ở bên nước ngoài có một ngày làm việc thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc. Cảm ơn sự chia sẻ tư vấn của Thảo, cảm ơn những câu hỏi rất là hay từ các chị, từ các anh ở trong lớp mình, để cho em có cơ hội được học hỏi và phát triển hơn. Và đặc biệt là cảm ơn chị Biên đã tạo cho bọn em có sân chơi, cũng như tạo cho bọn em có cơ hội để đứng đây để chia sẻ những cái kiến thức mà bản thân trước giờ có sự trau dồi cũng như trải nghiệm đi theo team coach của chị. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, hy vọng được gặp mọi người ngày mai. Cảm ơn chị Vi, em cảm ơn anh Vũ, em cảm ơn tất cả các anh chị coach đằng sau lớp học, và cảm ơn tất cả các bạn đã đến buổi chia sẻ ngày hôm nay ha.